và thường được sử dụng cho những nhân sự phụ trách công việc quản lý, đấy, nhân sự khối quản lý dự án. Còn ba cấp độ dưới cùng, ba cấp độ thấp nhất thì thường là phục vụ cho cái mục đích về kỹ thuật, tức là về các cán bộ liên quan đến mặt kỹ thuật của dự án nhiều hơn. Rồi, anh Dung ạ. Yeah. Đây là một cái kinh nghiệm để giúp chúng ta, các bạn có thể quay lại cái bài trước đây để chúng ta thấy được một cái ví dụ để thấy được cái việc là các cấp độ của WKBS. Ví dụ như chúng ta thấy được cái WKBS thế này, đây có 4 cấp độ ạ. Đây là cái WKBS hôm trước chúng ta đã tìm hiểu với nhau, thì chúng ta thấy được rõ ràng rằng là ba cấp độ đầu tiên này này. Đấy, đây là cấp độ 1, đây là cấp độ 2 và đây là cấp độ 3, đúng không ạ? Ba cấp độ này nó sẽ phục vụ chủ yếu cho những nhân sự đóng vai trò là quản lý dự án. Họ cần biết giai đoạn của dự án, những thành phần sản phẩm, đấy, những cấu phần của sản phẩm chính của dự án như thế nào. Đúng chưa ạ? Ít nhất họ sẽ cần đến đây. Nên ta biết rằng này, từ tiếp sau đó đến gói công việc. Đấy. Cấp độ số 4. Đây là cấp độ số 4 này. Đấy. Và đây là cấp độ số 5 này. Ta thấy rõ ràng từ cấp độ số 4 trở đi, nó phục vụ nhiều hơn cho các kỹ sư phụ trách về mặt kỹ thuật của dự án. Đúng không ạ? Một gói công việc ở dưới hiện trường hoặc là để thực hiện thì chắc chắn sẽ phải chỉ định một đơn vị, một người, một nhóm người, một tổ đội hoặc một đơn vị thực hiện. Nó sẽ thiên về mặt kỹ thuật nhiều hơn. Đúng chưa? Sau đó cấp nhỏ hơn là các gói công việc nhỏ hơn hoặc là các công việc vân vân. Thì chắc chắn nó chỉ phục vụ cho công tác cho những nhân sự đang làm về mặt kỹ thuật của dự án. Chúng ta cũng cần lưu ý về các cấp độ trong cái WKBS như vậy. Nhớ nhá là không nên vượt quá 6 cấp độ và không nên ít hơn 3 cấp độ. Chúng ta cũng có một số những quy tắc để giúp các bạn tránh được những cái sai lầm khi chúng ta thiết lập WKBS. Thứ nhất là quy tắc 100%. Được hiểu là toàn bộ WKBS ở mỗi cấp độ, nhớ nhé, ở mỗi cấp độ nó sẽ xác định 100% phạm vi của dự án. Được chưa? Tổng WKBS ở mỗi cấp độ sẽ bằng 100% phạm vi dự án ban đầu. Thứ hai, WKBS, cái quy tắc 100% còn thể hiện đó là cái cấp độ thứ y sẽ phải bao hàm 100% cái cấp độ thứ y của một. Đấy, zoom ạ. Đấy, ví dụ quay lại với một cái bảng. Ví dụ chúng ta sẽ thấy. Đây là cấp độ thứ y. Đây là cấp độ thứ y cộng 1 của cái gói này ạ, gói 1.1. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái 1.1 nó phải bao hàm 100% cái y cộng 1 này. Đúng không ạ? Này. Câu chuyện cái 1.1 kia là cấp độ y là kết cấu bê tông. Nhưng xuống đến cái y cộng 1, cấp độ y cộng 1 nó thiếu mất đâu đó một chút của cái kết cấu bê tông không được. Vậy hình dung chưa? À, tổng tất cả cái 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 phải bằng toàn bộ phạm vi dự án 100% phạm vi dự án. Đấy là cái quy tắc thứ nhất, quy tắc 100%. Khi lập với KPS các bạn phải tuân thủ quy tắc này. Nha. Quy tắc thứ hai là quy tắc loại trừ lẫn nhau, thì giống như những gì mình vừa giải thích rồi. Đấy, một công việc không được xuất hiện đồng thời trong lớn hơn hai gói công việc của KPS. Được chưa ạ? Nguyên tắc thứ ba, quy tắc thứ ba là độ sâu, về độ sâu. Về độ sâu trong mỗi nhánh của WKBS thì chúng ta lưu ý. Các nhánh của cơ cấu phân chia công việc thì nó có không nhất thiết phải có độ sâu bằng nhau. Hôm trước mình đã có một ví dụ giúp các bạn xem xét rồi, đúng không ạ? Có những nhánh nó chỉ có hai cấp độ. Để có những nhánh có 3, có những nhánh có 4, thậm chí có những nhánh có 6 cấp độ vân vân.
Như vậy là mặt thù nữa, thậm chí có 7 cộng độ. Bạn nhé, không nhất thiết là tất cả các nhánh phải có độ sâu bằng nhau, phải có số level bằng nhau, số cấp độ bằng nhau. Cái này chúng ta hết sức lưu ý, rất nhiều bạn nhầm lẫn chỗ này. Sau đấy đến bài tập lớn hoặc là cái bài tập về về bài tập nhóm sau khi kết thúc ngay sau đây thì ạ. Inbox là email hỏi. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái đó. Được chưa ạ? Một nhánh lưu ý để chúng ta có được cái điều kiện để chúng ta dừng việc ghi chép, dừng việc phân chia nhỏ tiết với KPS. Cái đặc điểm này rất dễ để chúng ta sử dụng, để chúng ta biết khi nào chúng ta nên dừng. Chúng ta có một số những cái điều kiện để chúng ta dừng việc phân chia với KPS lại như chúng ta đã học từ trước, đúng không ạ? Nó mang cái tính chất định tính khá là cao nên có khoảng vẻ mơ hồ. Chúng ta dừng lại khi chúng ta xác định được một cách tương đối chính xác về chi phí, về thời gian và về nguồn lực thực hiện của công nó mang tính chất định tính rất là cao, rất là mơ hồ. Thì đến đây chúng ta có một cái chú ý là kinh nghiệm để chúng ta thấy được cái một cách rõ ràng hơn khi nào chúng ta nên dừng cái việc phân chia với KPS lại. Thì một nhánh của VKPS nên dừng lại, chúng ta không chia nhỏ tiếp nữa. Khi chúng ta chỉ có thể chia thành các hành động, chia thành các công việc mà không thể chia nhỏ tiếp theo các kết quả. Vậy dùng ạ. Là chúng ta nên dừng lại khi mà cái cấp độ tiếp theo nó chỉ có thể là các cụm động từ, là các công việc, mà không thể là các cụm danh từ và không thể là các sản phẩm. Bạn nhé, đây là một cái tip, một cái kinh nghiệm để chúng ta xác định cái việc dừng phân chia nhỏ tiếp với KPS rất là dễ, rất là hiệu quả, là hiệu quả. Một số những cái nhầm lẫn của các bạn khi chúng ta thiết lập VKPS. Thứ nhất, VKPS của chúng ta không phải là một bảng danh mục công việc rời rạc. Bảng danh mục công việc rời rạc của dự án thì nó chính là danh mục phạm vi dự án. Dùng mà cái bảng danh mục phạm vi dự án ban đầu mà chúng ta đã lập, chúng ta đã lập được sau cái bước mà chúng ta đi thu thập yêu cầu. Sau cái bước mà chúng ta đi thu thập yêu cầu của các bên liên quan. VKPS của chúng ta đấy ạ, một cái bảng cấu trúc phân chia công việc, cơ cấu phân chia công việc VKPS, nó cấu trúc lại cái danh mục công việc của dự án theo những cái cấp độ, cái quy tắc khác nhau của chúng ta, nó bao trùm 100% dự án. Vậy nhé, đó là một bảng danh mục công việc có cấu trúc, cần phải lưu ý như vậy, không phải là tối đa. Được chưa ạ? Thứ hai nữa, với các VF của chúng ta không phải là một bản kế hoạch thực hiện dự án theo thời gian, hay không phải là một cái bản tiến độ của dự án. Các gói công việc của VKPS chúng ta đều chỉ định thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nhưng nó không làm rõ về mối liên hệ thời gian giữa các công việc, giữa các gói công việc, để gói nào trước, gói nào sau. Chưa có, chưa 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 thể hiện rõ điều đấy. Không ạ? Không phải là bản lịch trình của dự án, không phải là tiến độ của dự án nhé. VKPS không phải là một cái hệ thống phân cấp tổ VKPS thường được sử dụng với một cái cơ cấu phân chia nữa, đó là cơ cấu phân chia tổ chức, viết tắt là OBS, Organization Breakdown Structure. Cái OBS này nó chính là cái cơ cấu bộ máy của tổ chức. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Được chưa? Nó được sử dụng đồng thời với VKPS trong dự án để nâng cao cái hiệu quả của hai cái công cụ này trong việc mà hỗ trợ đắc lực cho chúng ta phân chia trách nhiệm. Đấy, mình sẽ lấy ví dụ như thế này. Đây là một cái VKPS của chúng ta, các bạn chịu khó nhìn vẽ này là chữ nhé. Đấy, có rất nhiều cấp độ như thế này. Dạ. Và chúng ta có một cái OBS, cơ cấu phân chia tổ chức. Đấy, đây chính là
các bạn hiểu nôm na nó giống như cơ cấu bộ máy của tổ chức đấy ạ, chia thành các phòng ban, chia thành các nhân sự các kiểu thế nào đấy, được chưa ạ? Thì hai công cụ này được sử dụng kết hợp với nhau đồng thời để làm gì ạ? Để nó phân chia trách nhiệm. Ví dụ cái phòng ban này phòng ban này sẽ phải phụ trách thực hiện gói công việc này, có hình dung chưa? Đấy, ta sẽ chỉ định như vậy, lần lượt như vậy. Đó. Cái phòng ban, những cái nhân sự cụ thể nào sẽ phụ trách những công việc nào, vậy hình dung ra cách làm chưa? Đây là những nhân sự thực hiện và những nhân sự cấp độ cao hơn ở có mức độ quản lý, như cũng như vậy nó sẽ liên kết đến những cái gói công việc ở cấp độ số 3 trở lên. Đấy, chúng ta đã nói tích với nhau rồi. Ví dụ ông này là ông trưởng phòng, một trưởng bộ phận, ông trưởng dự án gì đấy thì ông sẽ phụ trách. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó sẽ liên hệ đến này. Đấy, nó được sử dụng đồng thời với nhau để nâng cao cái hiệu quả trong dự án. Về quy trình thiết lập cơ cấu phân chia công việc với KVS thì nó có gồm có 7 bước nhỏ. 7 bước nhỏ. Trong cái quy trình này thì mình đã thiết kế giúp các bạn cái quy trình gồm 7 bước được thực hiện cho hai cái loại WKS cơ bản nhất. Đó là WKS định hướng sản phẩm và WKS định hướng công việc. Công việc. Đấy ạ. Thì lấy bước đầu tiên của chúng ta là xác định mục tiêu của dự án. Bước này nghe nó xa xôi, chẳng liên quan gì đến thiết lập cơ cấu phân chia của WKS cả. Tuy nhiên thì chúng ta thấy chung mục tiêu của dự án mà chúng ta xác định một cách không chính xác. Thì toàn bộ các công việc của chúng ta phải làm đạt cái mục tiêu đấy, nó sẽ bị đi sai hướng. Đúng mà. Theo chương 1 chúng ta đã lấy ví dụ với nhau về việc cho một cái bạn X nào đấy đi học cái khoa kinh tế này đấy ạ, cái nước 63 cái T 4 năm đấy ạ. Mục tiêu của chúng ta cái tấm bằng A4, mục tiêu chúng ta này là kiến thức kỹ năng theo đúng cái chương trình đào tạo, nó khác nhau, nó sẽ chi phối những công việc chúng ta thực hiện khác nhau. Rồi đấy. Thế nên việc bắt buộc đầu tiên phải là xác định được một cách đúng đắn và chính xác về mục tiêu của dự án. Đó là cái bước đệm vô cùng quan trọng để chúng ta sang được cái bước số 2 là xác định một cách chính xác và đầy đủ về kết quả cuối cùng của dự án. Nếu chúng ta không làm bước 1, không bao giờ chúng ta sẽ hoàn thành được bước 2. Được chưa ạ? Không bao giờ các bạn hoàn thành được bước 2 đâu ạ. Sau đó này, sau khi chúng ta xác định được sản phẩm của dự án rồi, cuối cùng của dự án sẽ được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là sản phẩm của dự án là hữu hình. Nhóm thứ hai sản phẩm của dự án là vô hình, tức là các dịch vụ chẳng hạn. Đấy, mình lấy đại diện là các dịch vụ. Được chưa ạ? Nếu là sản phẩm thì sang bước số 3 chúng ta sẽ thực hiện hai cái bước nhỏ là 3A và 3B. À, bước số 3 và bước số 4. Thì theo cái nhánh 3A, 4A. Nếu sản phẩm của dự án là các dịch vụ hữu hình, à, vô hình vân vân thì chúng ta sẽ theo cái nhánh là 3B và 4B. Đấy, còn bước 5, 6, 7 là giống nhau. Được chưa ạ? Trong đó bước số 3 sẽ trình bày về cấp độ số 2 và bước số 4 là trình bày các cấp độ tiếp theo để chúng ta hoàn thành được với KPS đến cấp độ của công việc. Với WKS mà cái kết quả cuối cùng của dự án là sản phẩm hữu hình thì chúng ta lưu ý cấp độ số 2 của chúng ta đấy ạ, là chúng ta sẽ chia theo các sản phẩm thứ cấp, tức là chia cái sản phẩm hữu hình cuối cùng của dự án thành các cấu phần nhỏ hơn đấy, tức là định hướng theo sản phẩm đấy ạ. Và chúng ta cũng cần hết sức lưu ý là các bạn không được quên những cái thành phần cần thiết để kết nối hoặc tổ hợp những cấu phần nhỏ của dự án thành cái sản phẩm cuối cùng. Bạn rất hay quên. Nó chính là những gói công việc mà kết nối những cái phần 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 cấu phần riêng của dự án lại, các cấu phần nhỏ của sản phẩm thành một cái sản phẩm chung cuối cùng. Hoặc nó có thể là những cái công việc mà mang tính, hoặc nó có thể là những cái gói công việc mang tính chất hỗ trợ kết nối và quản lý.
các bạn cần phải lưu tâm những cái cụm này, không được quên nhé. Ví dụ chúng ta là đầu tư xây dựng cái nhà xưởng chẳng hạn, để gồm có phần cọc rồi đến phần móng lót ghép rồi mà đến phần cột, thì các bạn không được quên những cái gói công việc liên quan đến những cái bù lông chờ, cái gói công việc mà lắp đặt kết nối các bạn nha, kết nối giữa phần móng với phần cột, để không được quên cái nó, được chưa ạ? Trong nhà dân dụng, cái nhà công nghiệp khác đều thế. Để kết nối phần cột phần móng chúng ta không được quên những thép chờ và thi công của cột, chúng ta không được quên những vấn đề như vậy. Đó là những gói công việc mang chất kết nối hoặc những gói công việc mang tính chất là quản lý kiểm soát cần phải lưu ý. Dạ. Bên dưới thì chia theo định hướng về về theo kiểu là WBS của định hướng công việc là cái cấp độ số 2 là các nhóm công việc cần phải thực hiện. Đấy. Cũng cần lưu ý là các nhóm công việc quản lý dự án không được quên. Hôm trước chúng ta phân tích một cái ví dụ với nhau về một cái WBS điển hình rồi đúng không ạ? Đấy. Không được quên nhé. Người lập WBS rất hay quên hai cụm này. Rất hay quên hai cụm này. Nên khi lập WBS ra là kiểu gì cũng thiếu, cũng thiếu công việc. Sao lại mà thiếu tiến độ, thiếu thời gian, thiếu chi phí, thiếu nguồn lực. Được chưa ạ? Đến góc độ tiếp theo của WBS thì theo cái nhánh 3A tiếp tục là chúng ta sẽ chia cái phần cấu phần nhỏ hơn tiếp tục. Và kia chúng ta tiếp theo chúng ta chia theo các khu vực chức năng hoặc là chúng ta chia thành các cái nhóm công việc nhỏ hơn. Được chưa ạ? Và cứ tiếp tục chia như vậy đến khi nào chúng ta xem xét những cái điều kiện để chúng ta dừng lại. À, bước số 5, bước số 6. Bằng cách là chúng ta đối chiếu các quy tắc với KPS và đối chiếu với những cái kinh nghiệm, cái điều kiện để biết được khi nào chúng ta nên dừng chia với KPS và chúng ta đã trao đổi với nhau từ đầu đến giờ. Đúng không ạ? Đủ xác định được một cách tương đối chính xác về thời gian, chi phí, nguồn lực. Đấy. Nên có từ 3 đến 6 cấp độ. Đúng không ạ? Cấp độ tiếp theo đó là mà chỉ có thể chia thành các hoạt động thì cũng nên dừng lại. Đấy. Và chúng ta phải đối chiếu theo các quy tắc, quy tắc 100%, quy tắc loại trừ vân vân. Sau khi chúng ta hoàn thành rồi chúng ta sẽ phải soát xét lại với các bên hữu quan khác nhau trong dự án. Các bạn nhé. Phải có sự xem xét đồng thuận của các bên liên quan trong dự án để chúng ta cập nhật điều chỉnh nếu cần, sau đó chúng ta công bố toàn dự án. Đấy là quy trình chung để chúng ta thiết lập WBS trong một dự án. Và chúng ta có một cái bài tập, bài tập này vẫn là nhóm chi tiết chúng ta xem trên MS. Các bạn sẽ chọn một cái dự án có thực của dự án theo đề bài tập lớn. Thì mình sẽ mở cái bài tập lớn thế hôm qua thì mình vẫn mạng lên chưa kịp vợ update cho các bạn. Ở trong bài tập lớn chúng ta có 9 cái dự án, 9 cái dự án. Để cuối buổi thì mình sẽ mở cái bài tập lớn ra cho các bạn để sau đó mình sẽ up CMS nhé. Chúng ta sẽ có 9 cái dự án. Các bạn có thể sử dụng bài tập này thì yêu cầu là các bạn sử dụng dự án thay vì bài tập lớn. Tại vì đâu đó chúng ta thấy được rằng đây là một phần nội dung của bài tập lớn nên chúng ta sử dụng bài tập lớn thì chúng ta lập luôn. Đấy. Bài chúng ta tập hợp lại thành được cái bài tập lớn của chúng ta rồi. Các bạn sẽ thiết lập cơ cấu phân chia công việc cho cái dự án trong bài tập lớn của mình. Sau đó chúng ta sẽ lựa chọn một gói công việc bất kỳ trong giai đoạn chuẩn bị để chúng ta chỉ rõ, nêu rõ danh mục công việc thuộc cái gói công việc đó, thuộc cái gói công việc đó là chọn để đơn giản vậy thôi. Cái bài tập này nó chỉ khoảng chưa đến 200 giấy các bạn nhé. Đấy, cụ thể các bạn làm CNS bài tập này đã được up CMS rồi. Về vấn đề kiểm định phạm vi, tức là các quá trình khác kiểm định và kiểm soát phạm vi
là các quá trình khác thì chúng ta quản lý phạm vi của dự án thì các bạn về nhà vui lòng đọc sách giáo trình và đọc trong trên slide của chương 3 mình sẽ up lên CMS cho các bạn. Đấy, tại vì đây là những nội dung mà chúng ta tìm hiểu thêm thôi. Từ từ trong nội dung của môn học là những cái này là chúng bạn phải tự học theo cái chương trình đấy ạ. Ở đây thì chúng ta lưu ý là có một số những cái lý do mà chúng ta không kiểm soát được phạm vi của án. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý sau này chúng ta giải quyết những nguyên nhân này khi chúng ta làm dự án. Nguyên nhân thứ nhất là dữ liệu chính xác về phạm vi dự án không đủ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tiên của dự án. Chúng ta chưa có đủ thông tin để chúng ta xác định được một cách đầy đủ và chính xác phạm vi dự án. Thế nên chúng ta cũng cần phải lưu ý để giải quyết được cái nguyên nhân này thì chúng ta phải tìm cách tiếp cận được càng nhiều bên hữu quan càng tốt. Nhớ tiếp cận với càng nhiều bên hữu quan của dự án càng tốt thì chúng ta sẽ giải quyết được cái nguyên nhân này. Đặc biệt là các bên hữu quan trong những giai đoạn sau của dự án là ta tiếp cận được sớm sẽ rất tốt. Nguyên số 2 là các bên hữu quan thường chỉ tập trung vào phạm vi của dự án trong giai đoạn thực hiện, đặc biệt là giai đoạn thi công xây dựng, và xem nhẹ phạm vi của dự án trong giai đoạn chuẩn bị của giai đoạn để chúng ta cần hết sức tránh cái nguyên nhân này. Ok, đến hậu quả vô cùng đáng tiếc. Ta biết là trong giai đoạn đầu nó sẽ quyết định về những cái thông tin chính trong phạm vi của dự án. Chúng ta làm không đúng thì giai đoạn sau chúng ta sẽ phải sai chạy theo. Nhân thứ ba, cái nguyên nhân này rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là đối với những dự án sử dụng ngân sách. Dự án được thực hiện quá xa so với thời điểm được phê so với thời điểm mà thiết lập phạm à, đặc biệt là với dự án sử dụng ngân sách. Có những dự án được phê duyệt từ năm 2007 các bạn, thì bây giờ mới bố trí được vốn rồi mới được thi công. Bạn rõ ràng phạm vi dự án thay đổi quá nhiều. Bây giờ ngân sách bố trí đầu vốn các bạn. Đấy, ví dụ mình hay giúp các ban quản lý dự án tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu giúp. Đấy, là không lập dự toán là từng bước giúp đỡ chán rồi, thì quay tư vấn đấu thầu giúp họ thì. Bạn biết là có những dự án được phê duyệt từ năm 2000 mấy, là dự án xây dựng cầu đường hoặc là công trình công cộng các bạn ạ, thì đến thời điểm bây giờ đâu còn phù hợp nữa. Đấy, nên bắt đầu phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án. Nếu điều chỉnh phạm vi là dự án thay phạm vi dự án thay đổi quá nhiều. Cái nguyên nhân nữa, cái nguyên nhân này chúng ta cũng hay gặp này, khách hàng kỳ vọng phi thực tế về kết quả của dự án. Với cái chi phí, với cái thời gian ông bỏ ra, khách hàng đã bỏ đã chi ra, sẵn sàng chi ra, thì họ lại kỳ vọng phi thực tế về kết quả và chất lượng mà họ về về cái sản phẩm họ được. Họ bỏ ra số tiền là x đồng đấy, số tiền nhất định rất nhỏ, thời gian yêu cầu rất là gấp, nhưng họ lại kỳ vọng là cái kết quả họ thu được với cái chất lượng nó rất là cao, thì không không có chuyện đấy bạn nhé. Giờ các bạn bỏ ra khoảng 3 triệu đồng chẳng hạn. Em bảo ngay chiều nay mẹ có, các bạn muốn có một cái iPhone 13 đi chẳng hạn, thì lấy đâu ra kỳ vọng phi thực tế với kết cái điển hình nữa các bạn bỏ ra khi các bạn hay gặp ấy, mình lấy ví dụ như các bạn bỏ tiền ra đi mua vé máy bay hoặc là đi thuê nhà nghỉ khách sạn gì đó. Với cái số tiền tương ứng các bạn, thì các bạn chỉ được trải nghiệm cái dịch vụ, cái kết quả tương ứng số tiền đó thôi. Các bạn ở được khách sạn 5 sao hoặc là vào được cái khoang hạng sang, đúng ta bỏ số tiền cho kỳ vọng được trải nghiệm những cái dịch vụ nó giống như khách sạn 5 sao, 4 sao hoặc là những cái khoang hạng sang trên máy bay thì không được. Sau đó chúng ta bắt đầu thất vọng, chúng ta kêu ca về 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 cái sản phẩm, cái dịch vụ nó trải nghiệm nó không tốt. Đấy, hoàn toàn sai lầm, phải hết sức chạy, nó liên quan đến chất lượng. Mỗi sản phẩm nó sẽ tương
mỗi sản phẩm nó sẽ có những cấp độ chất lượng khác nhau, người ta định lượng cấp độ chất lượng khác nhau nó phù hợp với cái mức giá tiền, mức chi phí bỏ ra, cái mức thời gian, cái lượng thời gian mà các bạn sẽ phải chờ nên với cái nguồn lực mà các bạn bỏ ra thì các bạn sẽ được trải nghiệm những kết quả, gọi sẽ có được những kết quả, những dịch vụ tương ứng. Ta không được kỳ vọng phi thực tế dù các bạn là cái sản phẩm, cái dịch vụ ở cái mức độ đó nó không đạt chất lượng, không có chất lượng, nhưng mong muốn nó không phải sai lầm, hết sức lạc chạy, cần hết sức chạy. Nên nữa là sự can thiệp quá sâu và quá nhiều của các bên liên quan trong dự án khi chúng ta thực hiện và thay đổi liên tục. Đấy, và nguyên cuối cùng là nguyên nhân chủ quan đấy ạ, chế độ nhân sự quản lý phạm vi có năng lực kém. Ở trên slide chúng ta có một cái hình vui vui về một cái hiện tượng đó là bùng nổ phạm vi, scope creep, bùng nổ phạm vi, scope creep. Đây được gọi là bùng nổ phạm vi, tức là cái hiện tượng này được hiểu là phạm vi của dự án nó bị resize, nó bị mở rộng quá lớn, chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát được, không kiểm soát được phạm vi của dự án, không kiểm soát được về chi phí và tiến độ đi theo các yếu tố đi theo phạm vi. Bạn thấy không ạ? Ông chủ đầu tư, ông áo xanh, ông chủ đầu tư, ông đang thực hiện dự án của mình rất là tốt, là tốt, thuê một cái ông thực hiện dự án, từ ông quản lý dự án thực hiện rất là tốt. Tự nhiên có một cái thằng tên là scope creep, bùng nổ phạm vi, nói đến nó ton hot rằng là dự án của mày cần phải có thêm, với chủ đầu tư dự án của mày cần phải có thêm các tính năng khác nhau, có thêm các tính năng khác nhau phải thêm vào để đảm bảo dự án thành công hơn. Thường cái thằng này nó đến ton hot với chủ đầu tư, nó sẽ ton hot những thứ mà rất là hay ho, rất là đúng bạn ạ. Chủ đầu tư và cái người thực hiện dự án gần như là không có nguyên nhân, không có lý do để từ chối về thêm các tính năng, các công năng của dự án. Thì chủ đầu tư đến gặp ông quản lý dự án và yêu cầu là bổ sung thêm những cái vấn đề như vậy, thì ông này không lý do từ chối, nhưng mà các bạn chúng ta tư vấn quản lý dự án không lý do gì từ chối, thì vô hình chung là với mỗi cái tính năng thêm vào thì số công việc của dự án phải thực hiện nó sẽ tăng dần, tăng dần, tăng dần. Chúng ta không kiểm soát được cái việc chủ đầu tư yêu cầu bổ sung các tính năng mới vào thì dự án sẽ bị bùng nổ vì đề. Thứ hai là để dự án không bị bùng nổ về phạm vi là khi một tính năng, một cái yêu cầu nó được thêm vào dự án, thì các bạn thấy không ạ, chúng ta sẽ yêu cầu thêm hai thằng này: tiền, thời gian. Các bạn chủ đầu tư sẽ phải cập nhật lại tiền, chi phí, cập nhật lại thời gian cho dự án, và thứ ba nữa cập nhật lại về các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm để tôi để nghiệm thu sản phẩm. Bạn cần phải hết sức lưu ý cái này. Đấy. Bất kỳ sự thay đổi nào cần phải có sự cập nhật lại về chi phí và tiến độ của dự án. Quản lý phạm vi theo các giai đoạn của dự án, giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc dự án, thì chúng ta đã tìm hiểu hết với nhau trong trong chương 2 rồi. Đấy, tức là trong cái nội dung vòng đời của dự án rồi. Đấy. Theo trong đó có nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chúng ta cũng đã tìm hiểu ở trong chương 2 rồi, thì không nhắc lại nữa. Đúng chưa ạ? Đấy, cái này chúng ta đã trình bày hết với nhau trong chương 2 rồi. Theo phạm vi của hợp đồng xây dựng thì nó cũng chia theo các loại hợp đồng khảo sát xây dựng, thì danh mục phạm vi điển hình của nó thì giống hệt với chương 2 đã học. Đấy chưa? Lập nhiệm vụ khảo sát, lập phương án kỹ thuật khảo sát, thực hiện các công việc khảo sát dưới hiện trường, lập báo cáo khảo sát, nó giống y hệt với chương 2 các bạn đã học. Đấy, đây chỉ liệt kê lại các bạn vừa đọc, phải đọc lại chương 2, đọc trong slide cũng như sách giáo trình nhé. Đầu tư vấn lập dự án này, đầu tư vấn thiết kế này, đấy chưa? Danh điển hình của giám sát tác giả vân vân, không khác gì cả. Đấy chưa? Đây chúng ta có một cái tình huống nhỏ nhỏ để các bạn ở nhà tìm hiểu thêm để thảo luận.
nó không đủ thời gian lại nó học khá chậm rồi. Buổi sau các bạn về nhà suy nghĩ thì buổi sau nó trả lời liên quan đến loại hợp đồng nữa, đây hợp đồng chọn gói này, rồi mình tìm hiểu xong mình trả lời được câu hỏi này. Chủ đầu tư ký hợp đồng chọn gói với một cái nhà thầu X gì, với một nhà thầu A để thi công hạng mục X. Trong quá trình thi công xây dựng phát sinh ra hai cái tình huống như sau. Tình huống thứ nhất là trong toàn bộ quá trình đấu thầu vân vân, cả nhà thầu A và cả chủ đầu tư đấy, không phát hiện ra cái việc sai sót về khối lượng trong quá trình mời thầu. Là chủ đầu tư mời thầu thiếu mất 87 cái bóng đèn. Bạn nha. Đầu tư mời thầu thiếu mất 87 cái bóng đèn. Và nhà thầu làm hồ sơ đấu thầu thì kiểm tra lại thì cũng không phát hiện ra việc thiếu 87 cái cục đèn này. Thì bây giờ khi đến thi công thì khi thi công thực tế nhà thầu mới tìm mới mới phát hiện ra lỗi trong mời thầu cũng như trong đấu thầu thiếu 87 cái đèn và yêu cầu chủ đầu tư phải thanh toán thêm thì nhà thầu mới làm, hay bổ sung thêm chi phí cho 87 cái đèn này cho nhà thầu thì nhà thầu mới làm. Đấy, đây là trường hợp số 1. Được chưa ạ? Trường hợp số 2 là theo thiết kế ban đầu trong hồ sơ đấu thầu thì cái khu sân khấu nó số lượng đèn nó còn ít quá, nó quá tối. Thì chủ đầu tư muốn thay đổi thiết kế đã bổ sung thêm 32 cái cụm đèn downlight LED này nữa là khu sân khấu. Vậy yêu cầu nhà thầu làm thêm 32 cái đèn này. Thì với hai tình huống này đứng trên vai trò là chủ đầu tư và nhà thầu A thực hiện thì chúng ta sẽ xử lý tình huống như thế nào về mặt chi phí? Nhà thầu A có phải thực hiện công việc này hay không? Chủ đầu tư có phải thanh toán thêm chi phí cho nhà thầu A hay không? Trong hai trường hợp, được chưa ạ? Các bạn ở nhà suy nghĩ rồi sau chúng ta sẽ thảo luận. Được chưa ạ? Nội dung tiếp theo đó là quản lý tiến độ của dự án xây dựng. Nội dung này chúng ta sẽ cố gắng học nhanh trong buổi hôm nay và buổi sau là hết rồi. Cái nội dung này khá là quan trọng, khá là dài. Quản lý tiến độ của dự án xây dựng. Đấy. Nếu các bạn tra với cụm từ khóa là dự án xây dựng thì chậm tiến độ trên Google. Đấy các bạn, trong khoảng 0,4 giây có khoảng 7.650.000 kết quả có liên quan đến cụm từ này. Đấy. Đấy nên các bạn thấy tình trạng các dự án của chúng ta bị chậm tiến độ nó nhiều đến mức độ thế nào. Đúng không ạ? Ở nội dung này chúng ta sẽ phải giải quyết những câu hỏi. Nhất, làm thế nào để lập được bảng tiến độ khả thi? Làm thế nào để lập được một bản kế hoạch tiến độ cho dự án đảm bảo tính khả thi? Dung là câu hỏi số 1 mà nội dung này sẽ phải trả lời. Câu hỏi số 2 nội dung này sẽ phải trả lời được là các bạn sẽ phải biết cách để chúng ta trả lời được câu hỏi số 2. Là tại mỗi thời điểm bất kỳ của dự án, tại mỗi thời điểm thực tế hiện tại bất kỳ của dự án thì trạng thái của dự án về mặt thời gian là như thế nào, mỗi công việc của dự án, cốt lõi công việc của dự án đang làm nhanh hay làm chậm, cả dự án đang làm nhanh hay làm chậm. Cả dự án đang làm nhanh hay làm chậm và từng gói công việc của dự án làm nhanh hay làm chậm. Đấy, câu hỏi số 2 chúng ta phải trả lời được nội dung quản lý tiến độ. Và câu hỏi số 3 nữa đó là dự báo về thời điểm kết thúc của dự án. Khi dự án đã làm nhanh hay làm chậm như vậy rồi thì khi nào dự án sẽ kết thúc? Khi nào dự án sẽ kết thúc? Đấy, khi nào dự án sẽ kết thúc nha. Được chưa? Đấy. Đây chúng ta có một cái ví dụ về một cái tòa nhà rất là đẹp. Các bạn thấy phối cảnh không ạ?
Tả Việt Tinbank Tower đấy, nó nằm ở trên khu đô thị Sipucha đấy ạ, và hiện nay mới đang làm được mấy tầng của đế đấy, và đang chơi thép hình đây đấy ạ. Tổng mức đầu tư đây là một dự án mà Việt Tinbank đã quyết định thực hiện trong giai đoạn là năm khoảng năm 2010 khởi công, là trong giai đoạn là đang bị khủng hoảng tài chính nhé. Các bạn thấy phối cảnh rất là đẹp. Dự kiến hoàn thành năm 2014. Về quy mô của dự án thì nó được xây dựng trên đất khu đất khoảng 30.000 m² tại khu đô thị Sibucha Tây Hồ. Quy mô dự án gồm có hai tòa tháp đấy, tòa tháp một cao 48 tầng là khách sạn 5 sao và các căn hộ cao cấp để cho thuê và tháp thứ hai cao 68 tầng là trụ sở làm việc chính của Vietinbank bạn nha. Đấy. Hai tháp là liên kết với nhau bởi khối đế gồm có 7 tầng sử dụng cho các phòng chung, các khu vực chung như là hội nghị, hội thảo và các trung tâm thương mại cao cấp. Đây. Trên nóc của khối nhà 7 tầng các bạn thấy ạ, nó là vườn cây cảnh, bể bơi, không gian ngoài trời. Đấy, không gian vô cực. Dự án này có sự tham gia của một loạt các bên liên quan vô cùng là đỉnh đám trên thế giới. Trên thế giới nhá, không phải Việt Nam các bạn nhé. Tư vấn thiết kế là Foster and Partner, đây là một công ty thiết kế hàng đầu của Anh. Hàng đầu thế giới luôn các bạn. Những công trình nổi tiếng trên thế giới ấy, là do đơn vị thiết kế, ví dụ như là cái rạp hát của Úc đấy ạ, Sydney Úc các thứ là đơn vị thiết kế hết đấy, biểu hiện chữ V là Vietinbank đấy đấy. Tư vấn thiết kế là dự án này thiết kế với BIM các bạn nhé, thực hiện với BIM nhé, công nghệ BIM nhé. Vấn quản lý dự án giúp Vietinbank đó là Turner, quản lý toàn bộ khâu thiết kế, thi công và giám sát thi công luôn. Turner, Turner là nhà thầu quản lý dự án hàng đầu của Mỹ các bạn nhé. Thành Mỹ Hòa Bình trước đây có một thời gian công tác tại Turner của Việt Nam đấy. Nhà thầu thi công liên danh công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình và tổng công ty xây dựng cơ điện Việt Nam Agremico. Đấy. Toàn những đơn vị có mặt thôi ạ. Thế nhưng dự án này các bạn biết không ạ? Đến tận bây giờ nó mới bắt đầu chỉ đang thi công được vài tầng khối đế thôi. Chưa lên đến phần thân đâu. Bị chậm tiến độ rất nhiều. Đọc một cái video đấy. Để báo này các bạn. Rồi, đến hiện trạng nó vẫn đang giống như thế này thôi. Nó chưa làm thêm được gì nhiều các bạn. Phóng sự này được thực hiện năm 2019, 2020 gì đó. Đến bây giờ nó vẫn đang chỉ như thế này thôi. Đấy, các bạn nhé. Thế có những nguyên nhân gì làm cho tòa nhà này nó bị chậm tiến độ như vậy? Đấy. Thì nó có rất nhiều nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan và những nguyên nhân mà kể cả Vietinbank không thể nào kiểm soát được. Thì ở đây chúng ta cũng không đi tìm hiểu sâu về nguyên nhân. Đấy. Đấy, chúng ta chỉ môn học này chỉ giúp chúng ta giải quyết được nguyên nhân là nó nằm trong nội bộ của dự án thôi, liên quan đến tiến độ thôi, chứ nằm bên ngoài tầm với của đội dự án chúng ta không xem xét được những trong môn học này các bạn nhé. Chúng ta thấy rõ ràng rằng là với cái dự án Vietinbank này thì những cái nhà thầu lớn như chúng ta vừa nêu tên với nhau, điểm mặt chỉ tên nhé, thì cái việc của quản lý tiến độ của họ này, thì chắc chắn họ quản lý rất tốt rồi. Đúng mà, quản lý rất tốt rồi. Bằng chứng là với việc chậm tiến độ như vậy không có một nhà thầu nào bị phạt hợp đồng các bạn. Thế nên nguyên nhân gây chậm tiến độ của dự án chắc chắn đến từ bên ngoài. Đến từ bên ngoài rồi. Từ bên ngoài. Cụ thể là Vietinbank không bố trí được vốn. Bây giờ đang kêu gọi bán dự án, chuyển giao dự án cho các chủ đầu tư, các nhà đầu tư khác để chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng. À. Thì trong môn học này chúng ta chỉ xem xét đến nội bộ dự án thôi. Làm cách nào để chúng ta tránh được những nguyên nhân là gây chậm tiến độ của dự án? Đầu tiên chúng ta sẽ phải nhắc lại với nhau về một số những khái niệm chính. Thứ nhất, tiến độ là gì?
Quản lý tiến độ là gì? Đúng không ạ? Trả lời một số những câu hỏi khác. Thì chúng ta lưu ý, chúng ta đã học rất nhiều trong môn học rồi, bây giờ hỏi tiến độ của dự án là gì, chưa chắc chúng ta đã trả lời được. Thì tiến độ của dự án nó một cái dạng tài liệu kế hoạch, gọi nhé, trong một cái dạng tài liệu kế hoạch, và nó phải thể hiện được những cái thông tin gì ạ? Thứ nhất là nó phải thể hiện được danh mục các công việc của dự án. Mỗi gói công việc của dự án trong cái bảng tiến độ này nó phải có thời điểm bắt đầu thì kết thúc, như là một số những cái thông tin cần thiết khác phụ trợ được chưa ạ? Nó là một cái bản lịch trình theo kế hoạch để thực hiện dự án. Cần nhớ là lịch trình thực hiện. Về cái hình thức thể hiện thì nó có nhiều cách. Đấy, ví dụ trên bảng, trên slide các bạn đã thấy, nó thể hiện ra sơ đồ ngang. Đúng không ạ? Đấy, sơ đồ ngang. Hiện nay với công nghệ phát triển, người ta có thể thể hiện tiến độ theo mô hình 3D. Đấy, tức là thanh thời gian chạy đến đâu thì cái mô hình về công trình 3D nó sẽ phát triển theo như vậy. Đấy, gọi là tiến độ, kiểm soát tiến độ trên mô hình 3D theo thời gian thực. Đấy, đấy là một cái ứng dụng của công nghệ BIM các bạn nha, sử dụng phần mềm là Autodesk Navitworks. Navitworks các bạn có thể tra cái phần mềm này nha, Autodesk Navitworks, đây là một cái phần mềm của Autodesk. Là tiến độ là cái hành động mà chúng ta lập lên lịch trình của dự án. Lập lịch trình của dự án. Được. Thế đấy là về khái niệm tiến độ, nhắc nhanh với các bạn một chút là như vậy. Nhớ tiến độ là vào kế hoạch lịch trình của dự án. Được chưa ạ? Quản lý tiến độ là gì? Chúng ta đã làm việc với nhau ở trong chương 1 rồi. Quản lý tiến độ là việc là ta lập kế hoạch tiến độ. Lập kế hoạch tiến độ cho cả dự án. Sau chúng ta phân phối và giám sát tiến độ của dự án để đảm bảo rằng dự án kết thúc trong cái thời hạn mà chúng ta mong muốn. Đấy là khái niệm quản lý tiến độ của dự án, nó rất là đơn giản thôi ạ. Nên chúng ta lưu ý là toàn bộ tất cả những công việc liên quan đến lập tiến độ nó thuộc vào việc quản lý các bạn nhé. Việc lập tiến độ chính là phục vụ chúng ta quản lý tiến độ, nó nằm trong những công việc thuộc cái nhóm là quản lý tiến độ. Được chưa? Đấy. Thì PM Box giới thiệu cho chúng ta việc quản lý tiến độ, để quản lý tiến độ của dự án. PM Box giới thiệu chúng ta cái quy trình chung cho tất cả các dự án cùng 6 bước quá trình, 6 cái quá trình từ 1 đến 6. Riêng với dự án xây dựng thì bổ sung thêm 3 quá trình nữa là xác định tỷ trọng công việc, xây dựng đường cong đúng trình và theo dõi tiến trình thực hiện dự án. Cái đường cong tiến trình này chúng ta rất hay sử dụng trên thực tế đối với dự án xây dựng. Như trước đây khi mình vừa mới ra trường xong ấy ạ, vừa mới ra trường hoặc là xin việc xong, khi xuống công trường, khi xuống ban chỉ huy dưới công trường làm việc thì ngày đầu tiên làm việc là bắt mình lập lại cái đường này, lập đường này cho dự án. Ở Việt Nam ta hay đừng gọi nó là đường cong chữ S, cong chữ S. Nó rất là quan trọng đến dự án xây dựng. Thì trong cái quy trình chung này các bạn lưu ý, trong đó 5 cái bước đầu tiên, xin lỗi, 5 4 cái bước giữa. Đây này, từ bước số 2 đến hết bước số 5. Đây chính là quy trình 4 bước để chúng ta lập được một bản tiến độ của dự án. Đó nhé. Đây là một cái quy trình chuẩn gồm 4 bước để chúng ta lập được tiến độ của dự án. Được chưa? Tức là để lập tiến độ chúng ta phải làm tuần tự 4 cái bước này. Chúng ta phải thực hiện 4 cái bước này. Xác định danh mục công việc. Cần phải lập tiến độ, cần phải đưa vào tiến độ. Bước số 2 là sắp xếp các công việc nó theo trình tự thực hiện nhất định. Bước số 3 là dự tính thời hạn thực hiện các công việc, nó có thể kèm theo và dự tính nguồn lực trong đây.
Bước số 5 thì lập tiến độ và điều chỉnh tiến độ. Đây là quy trình thực hiện tiến độ. Lập tiến độ. Đấy, các bạn cần lưu ý nhé. Được chưa? Lập tiến độ dự án gồm 4 bước như vậy. Từ bước số 2 đến bước quá trình số 2, quá trình số 5 theo PMBOK. Nhưng các bạn cần phải hết sức lưu ý. Ta đi bước đầu tiên là xác định các công việc. Thế chúng ta thấy rõ ràng là cái mục đích của cái bước này là làm sao để chúng ta có được danh mục tất cả các công việc của dự án. Và các công việc này cũng nên được chia thành nhiều cấp độ. Đúng không ạ? Nó để phục vụ cho các loại tiến độ khác nhau của dự án của chúng ta. Nếu chúng ta lập tổng tiến độ của dự án, của cả dự án thì cái mức độ tổng quát trong tổng tiến độ nó sẽ phải khác, nó sẽ dừng ở gói công việc thôi. Nhưng nếu chúng ta lập tiến độ tác nghiệp chi tiết thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến cấp độ là công việc. Đấy, công việc của từng gói công việc. Bạn ạ. Các loại tiến độ của một dự án sẽ có tổng tiến độ, sau đó tiến độ tác nghiệp. Đấy. Tổng tiến độ sẽ lập cho từ đầu đến kết thúc dự án, mức độ tổng quát rất cao. Còn tiến độ tác nghiệp thì nó chỉ dừng ở việc là một cái hoạt động cụ thể, một cái nhóm công việc cụ thể trong dự án. Tiến độ tổng tiến độ của dự án thì cái mức độ chính xác nó có thể là 1 tuần, 1 tháng, thậm chí là 1 quý. Còn tiến độ tác nghiệp thì mức độ chính xác trên tiến độ ấy, cái cột chia thời gian tiến độ nó có thể là 0,5 giờ, chia theo giờ, thậm chí đấy, là chia theo nửa ngày hoặc một ngày. Đấy, dùng vậy mức độ chính xác nó sẽ khác. Thì chúng ta thấy được rằng rõ ràng để có được danh mục công việc, chúng ta sẽ lấy từ từ đâu ạ? Quản lý phạm vi dự án cụ thể, đấy lấy từ VKPS, VKPS. Đây là các cấp độ của VKPS mà chúng ta tìm hiểu nhau trong nội dung trước. Đấy. Thì hai cấp độ dưới cùng này sẽ được bê đi để lập tiến độ. Các bạn hình dung ạ. Hai cái này chính là những thành phần chính để chúng ta lập tiến độ dự án. Còn những cái cấp độ này nó vẫn được đưa vào trong tiến độ của dự án, nhưng nó chỉ mang tính chất là phục vụ quản lý. Đúng chưa ạ? Vụ quản lý. Giống như cái ví dụ hôm trước chúng ta thấy là toàn bộ hai mấy cái cột bên cạnh bên trái của VKPS, là của cái tiến độ trên sơ đồ ngang trên phần mềm Microsoft Project, nó chính là VKPS. Tuy nhiên thì hai cái cấp là gói công việc và các hoạt động của công việc, của gói công việc nó mới chính là những cái nội dung chính để chúng ta đem đi lập tiến độ. Các bạn nhé. Thế chúng ta không phải lập lại danh mục công việc nữa đâu ạ. Đây chúng ta đã làm quản lý phạm vi rồi, không phải lập lại. Đây chúng ta có một cái bài tập nhỏ nhỏ thảo luận là xác định các công việc của gói công việc, lựa chọn nhà thầu. À, chúng ta không còn thể lựa nên mình có giải đáp luôn. À, những cái công việc của gói công việc lựa chọn nhà thầu thì theo quy định của luật xây dựng và luật đấu thầu thì nó cụ thể gồm có khoảng 9 cái đầu việc nhỏ nhỏ thế này. Đấy. Thứ nhất là làm rõ yêu cầu cần phải thực hiện của một cái công việc. Sau đó xác định, chúng ta xác định những yêu cầu tiềm năng, bán những cái nhà thầu tiềm năng trên thị trường có thể đáp ứng được để chúng ta lựa chọn những hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp. Thế thậm chí là có thể điều chỉnh lại quy mô gói thầu nếu cần. Sau đó chúng ta lập hồ sơ mời thầu. Được chưa? Lập hồ sơ mời thầu và bán hồ sơ mời thầu theo quy định. Đấy. Sau đó chúng ta tiếp nhận hồ sơ dự thầu các nhà thầu để chúng ta đánh giá và soát xét những hồ sơ dự thầu các nhà thầu. Được chưa? Kết quả là chúng ta có được một cái bảng danh sách xếp hạng các nhà thầu ạ. Để đánh giá hồ sơ thầu thứ nào, các bạn sẽ học kinh môn kinh tiền xây dựng 2, không nhắc lại. Rồi sẽ đàm phán với các bên các nhà thầu tham dự theo cái thứ tự trong danh mục, trong danh sách xếp hạng từ cao đến thấp, rồi sẽ mời vào để đàm phán. Đấy. Khi đàm phán thành công thì chúng ta sẽ dừng. Được chưa? Đàm phán thành công thì chúng ta sẽ có kết quả lựa chọn các nhà thầu thì chúng ta dừng lại. Đấy, không đàm phán nữa. Sau đó này, chúng ta sẽ kiểm tra các đầu mối tham khảo về những cái thông tin mà các nhà thầu đã kê khai trong quá trình đấu thầu và thương thảo. Đầu mối tham khảo thứ ba đấy ạ. Xem là ông nhà thầu này liệu những thông tin như vậy nó có chính xác, có xác thực hay không? Có gì gian lận, có gì kê khai gian dối hay không?
có vấn đề gì bắt đầu chúng ta mới ký thỏa thuận, đi đến các thỏa thuận và ký hợp đồng nhé. Đấy là quy trình chung các bạn nhé. À, khi ký kết hợp đồng xong chúng ta mới có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức để mới công bố. Được chưa? Thì chúng ta lưu ý ở trong này rõ ràng có một số những công việc nó thời gian thực hiện nó rất là ngắn. Đúng không ạ? Đấy, ở đâu đó chỉ có một hai tiếng là xong thôi, thậm chí vài chục giây, một vài phút là xong. Thì việc nó gán thời gian cho nó không có ý nghĩa. Thì những công việc này được kiểu là các mốc tiến độ, milestone của dự án, mốc tiến độ, mốc tiến độ. Bất kỳ một bản tiến độ nào của dự án cũng phải có các mốc tiến độ. Ví dụ như ta thấy các công việc số 3, công việc số 9 chẳng hạn, nó rất là ngắn, thời gian thực hiện nó gần như không có, nhưng chúng ta vẫn phải đưa nó vào bảng tiến độ của chúng ta, đó là các mốc tiến độ. Đấy. Các mốc này đóng vai trò vô cùng quan trọng, nó thể hiện kết thúc một cái giai đoạn của dự án, của dự án, đúng không ạ? Đây là cái mốc để chúng ta để phải bàn giao cái sản phẩm nào đó, tạo ra cái sản phẩm chuyển giao nào đó. Đấy, không có là không được các bạn nhé, không có là không được đâu, nên cần phải lưu ý dự án tiến độ nào cũng phải có các mốc tiến độ. Thế sau này các bạn lập tiến độ của dự án các bạn cũng vậy, cần phải có các mốc tiến độ, được chưa? Đấy, bước số 2, xác định các công việc. Trong trường hợp mà các dự án của chúng ta không thực hiện cái nội dung quản lý phạm vi thì chúng ta phải tự xác định lại thôi, bằng cách là chúng ta sử dụng cái WKBS, vẫn phải làm lại thôi, làm lại các bước kia thôi. Đấy. Thu thập yêu cầu các bên liên quan, rồi là xác định ra phạm vi cơ sơ bộ, rồi dùng cơ cấu phân chia công việc để chúng ta cơ cấu lại thôi, vẫn phải làm như vậy các bạn. Trên thực tế dù các bạn làm dự án nào đi nữa chúng ta cũng phải trải qua các bước như thế để chúng ta có được một công việc để đưa vào tiến độ. Thế đây chúng ta lưu ý sau này các bạn có xuống hiện trường, các bạn được phân công nhiệm vụ là lập và quản lý tiến độ. Thì bước đầu tiên các bạn vẫn phải kiểm soát lại cái danh mục phạm vi, danh mục công việc đưa vào tiến độ nó đầy đủ và đúng chưa. Chúng ta vẫn phải làm lại WKBS, không thể nào tránh được các bạn, không thể nào tránh được. Mai sang đấy lập dự toán cũng vậy, bước đầu tiên vẫn phải lập cơ cấu phân chia công việc. Chúng ta không lập cơ cấu phân chia công việc kiểu gì tiến độ cũng thiếu và dự toán cũng thiếu đầu việc, thiếu quá công việc, không bao giờ đủ các bạn. Nên khi mà những ai mà các bạn đi học sau này, các bạn ra trường các bạn đi học thêm các khóa ngoại khóa tại các trung tâm như dự toán như là lập và quản lý tiến độ vân vân này, quản lý dự án vân vân, các tổ chức các đơn vị người ta đào tạo các bạn đi học ở các trung tâm người ta không dạy, các bạn một không đả động chút nào về cái WKBS này đấy, không 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 ổn các bạn nhé. Đấy. Sau khi chúng ta kết thúc cái bước đầu tiên là xác định công việc đưa vào tiến độ, thì chúng ta lưu ý là căn cứ đầu vào là từ WKBS và danh mục phạm vi dự án. Tuy nhiên ở cái bước số 2 này đấy ạ, đôi khi của chúng ta đấy là có sự chúng ta biết được cái bước này thì bắt đầu là dự án đi vào giai đoạn thực hiện về sau rồi. Đây là đôi khi có sự tham gia của các cán bộ kỹ thuật. Đấy. Thì người ta sẽ nắm rõ hơn những công việc mang tính kỹ thuật của dự án. Thì khi đó cái danh mục công việc và cái WKBS của chúng ta có thể sẽ phải cần phải cập nhật lại, cần phải điều chỉnh lại một chút, tại vì có những sự tham gia của những nhân sự này thì người ta sẽ xem xét dự án cách đầy đủ và kỹ càng hơn. Đấy. Sau khi kết thúc bước số 2, chúng ta thu được danh mục công việc đưa vào tiến độ rồi, chúng ta xong bước số 3 là sắp xếp công việc đó theo một thứ tự nhất định, theo một trật tự nhất định. Đấy. Chúng ta sẽ phải sắp xếp thứ tự các công việc trong cái danh mục ấy của chúng ta dựa trên những cái mối liên hệ, mối quan hệ giữa chúng. Cụ thể giữa hai hay nhiều công việc trong cái danh mục đó thì nó sẽ có rơi vào mối liên hệ của chúng sẽ rơi vào một trong bốn cái loại sau.
trong bốn cái loại mối liên hệ sừng sỏ. Thứ nhất, mối liên hệ liên hệ bắt buộc được hiểu là những cái ràng buộc bắt buộc phải tuân thủ giữa hai nhiều công việc trong dự án. Nó đến từ những cái quy định trong hợp đồng, đấy, đến từ những quy định của pháp luật, đến từ những cái quy định trong thứ tự về công nghệ và kỹ thuật xây dựng. Chúng ta không thể nào thay đổi được, bắt buộc phải tuân thủ. Đấy. Ví dụ như chúng ta đã học ở trong buổi trước, để khởi công được xây dự án, để khởi công xây dựng, chúng ta phải tuân thủ đủ 7 cái điều kiện. Chúng ta thấy rõ ràng rằng cái thứ tự thực hiện công việc à, để khởi công cái công việc khởi công để khởi động thể thực hiện được, nó phải hoàn thành 7 cái công việc kia phía trước, xin giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng, vân vân, đúng không ạ? Cái thứ tự công việc ở đây là bắt buộc, là theo quy định pháp luật. Còn theo thứ tự kỹ thuật thì chúng ta hay gặp nhiều hơn, cũng hay gặp, đúng dụ chúng ta thấy rõ ràng phải làm cột trước rồi mới làm được dầm sàn chứ, phải làm đào đất rồi mới làm được móng chứ, đúng không ạ? Đấy là thứ tự bắt buộc của công nghệ hiện nay. Mối liên hệ loại thứ hai là mối liên hệ tự do, à mối liên hệ tự do, đúng rồi. Không có logic ưu tiên, là logic mềm, nó dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của những người mà lập và quản lý tiến độ. Trên kiến thức và kinh nghiệm của những người lập và quản lý tiến độ. Chúng ta thấy rõ ràng các bạn học môn tổ chức một rồi. Để các công việc có thể làm bình thường làm gối đầu thế này đúng không ạ? Làm nối tiếp thế này đúng không ạ? Đấy. Nhưng chúng ta cũng có thể hoàn toàn làm song song gối đầu. Đấy. Thì cái việc này, những công việc nào có thể song song gối đầu? Đấy. Và song gối đầu trong bao lâu? Thì nó phụ thuộc vào kiến thức và kinh nghiệm của những người lập và quản lý tiến độ đúng không ạ? Đây chính là một cái biểu hiện của mối liên hệ tự do, logic ưu tiên mềm trong dự án. Dạ. Được chưa? Thứ ba nữa là mối liên hệ từ bên ngoài, được hiểu là mối quan hệ giữa các hoạt động của dự án với các hoạt động không thuộc dự án, tức là đến từ bên ngoài của dự án. Mình lấy ví dụ như là chúng ta đổ ban đêm, đổ bê tông ban đêm thì phải đổ từ khung giờ, từ mấy giờ đến mấy giờ. Chúng ta vận chuyển những loại vật tư siêu trường siêu trọng như là xe đổ bê tông và xe vận chuyển cốt thép vân vân trong khu đô thị thì từ mấy giờ đến mấy giờ, chúng ta hoàn toàn phải tuân thủ những quy định từ bên ngoài dự án, đúng không ạ? Thứ tư nữa là mối liên hệ từ bên trong, tức là thứ tự ưu tiên giữa các hoạt động bên trong của dự án để làm chúng ta tối ưu về nguồn lực và tối ưu về hiệu quả của dự án. Chưa ạ? Ví dụ có một loạt những công việc của chúng ta có thể đều bắt đầu trước được thì chúng ta lựa chọn công việc nào phải bắt đầu đầu tiên, nên ưu tiên bắt đầu trước. Một ví dụ nữa, chúng ta thấy được rằng một dự án có nhiều hạng mục, ví dụ giả sử như xây dựng cái khu giàn đường đại học xây dựng của chúng ta đi, các bạn sẽ thấy có rất nhiều tòa nhà A1, A2, xong rồi các tòa nhà hành chính đúng không ạ? Đấy, rồi tòa nhà học giàn đường H1, H2, H3, rồi hội trường G3 vân vân, các tìm. Thế thì người quản lý dự án ở đây sẽ phải quyết định xem là chúng ta nên xây dựng cái hạng mục nào trước. Đấy chính là cái thứ tự ưu tiên đấy ạ. Để hiệu quả của dự án là tối đa. Đúng ạ. Ta thấy rõ ràng nếu mình là ông đại học xây dựng trường mình, trường mình sẽ quyết định ưu tiên xây dựng giảng đường trước. Đúng các bạn. Sau đó bắt đầu với các khu nhà hành chính vân vân. Còn nếu các bạn đầu tư xây dựng cái khu nhà khu 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 nhà xưởng công nghiệp thì nó một cái khu nhà máy, chúng ta thấy nó có nhiều hạng mục như nhà máy, như là nhà bảo vệ, xong rồi ở nhà ăn căng tin cho công nhân đúng không ạ, ở nhà điều hành vân vân, nhà trưng bày sản phẩm, ta thấy rõ ràng ưu tiên nó phải xây dựng nhà máy trước. Nhiều tình huống thì người ta có thể ưu tiên xây dựng cái nhà điều hành trước, nhà điều hành, nhà quản lý trước. Đấy chính là cái thứ tự là từ bên trong, mối quan hệ từ bên trong, ưu tiên các hoạt động bên trong được chưa? Chúng ta cần phải phân biệt bốn mối liên hệ này. Thì ở trong với sinh viên các bạn hay gặp nhất là mối liên hệ
logic đấy. Đấy, một liên hệ logic này. Được chưa? Còn trong môn học của chúng ta đấy, các môn học khác thì các bạn đang tập trung vào mối liên hệ này và cái thằng này, đúng mà, tổ chức xây dựng kỹ thuật thi công 1, 2 vân vân, liên quan lập tiến độ, các bạn đều đang chiến đấu theo thứ tự kỹ thuật hoặc là lý do ưu tiên. Nhiên trên khoa học này ngoài hai cái này bắt buộc các bạn phải tuân thủ ra, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn thằng này ạ. Nhưng mối quan hệ liên hệ về hợp đồng, về quy định pháp luật từ bên ngoài và từ bên trong dự án chúng ta cũng phải được xem xét trong tiến độ ở cái môn học này. Vì hai cái này các bạn được xem xét quá chi tiết với nhau ở trong các môn học khác rồi. Mà cả những cái vấn đề còn lại về hợp đồng, quy định pháp luật vân vân, những cái này ạ, các bạn muốn tìm hiểu được chỉ có về nhà các bạn đọc tài liệu thôi. Lúc này những cái kiến thức của các bạn về những cái ngành cái hiểu biết của các bạn nó rộng đến mức độ như nào về các vấn đề kinh tế xã hội và xã hội vân vân, nó sẽ trợ giúp các bạn rất nhiều các bạn nhé. Bây giờ nó mới được bộc lộ. Đấy, nó sẽ được thể hiện trong cái bản tiến độ trong bài tập lớn của bạn. Được chưa ạ? Đấy, thì cũng đến giờ giải lao rồi, 8 giờ tròn rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao trong khoảng 15 phút, đến 8 giờ 15 các bạn quay lại để chúng ta học tiếp các bạn nhé. Đấy, các bạn sẽ nghỉ giải lao một ít phút. Alo ạ. Các bạn có nghe được không ạ? Alo. Dạ được thầy ạ. Dạ nghe được thầy ạ. Ok, chúng ta tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trên lớp với nhau cái mối liên hệ tự do, có thể mối liên hệ về logic. Đấy. Sau đấy là các mối liên hệ khác thì các bạn về nhà bắt buộc chúng ta phải đọc thêm các loại tài liệu khác, các quy định pháp luật cũng như là các loại tài liệu liên quan các kiến thức về kinh tế xã hội thôi. Môn học đã không đủ điều kiện để trang bị hết. Nhưng khi các bạn lập tiến độ trong môn học thì các bạn sẽ phải xem xét những cái điều kiện này, những cái mối liên hệ ràng buộc này. Được chưa? Thì mối liên hệ do logic theo thời gian thì chúng ta gồm có bốn cái loại liên hệ nhỏ bên trong như sau. Cái này thì các bạn đã quá quen thuộc trong cái môn là mô hình toán rồi. À, mô hình toán đi ứng dụng của thầy Khoa đã dạy các bạn rồi. Có thể là cái bài tập thực hành về Microsoft Project. Đúng chưa? À, thì chúng ta có mối liên hệ FS là Finish Good Start, được hiểu là cái ngày kết thúc của công tác phía trước. Đấy. Predecessor là công tác phía trước. Đấy. À, sẽ xác định, sẽ có mối liên hệ, sẽ xác định đến cái ngày bắt đầu của cái công việc hiện tại, của công việc phía sau. Đấy, dùng mà. Đấy, FS nhé. Thì cụ thể như thế nào? Ngày kết thúc của công việc lần trước đây ạ. À? Bạn thấy mũi tên ạ, nó sẽ có mối liên hệ đến ngày bắt đầu nha. Cái chữ S là của công việc phía trước. Còn chữ S này là công việc phía sau. Cần phải lưu ý. Được chưa? Finish to start chúng ta viết tắt là FS. Đấy. Các bạn nhập liệu vào phần mềm Microsoft Project, các bạn chắc là chưa thi đúng không ạ? Và đã có bài tập thực hành rồi. Chúng ta nhập liệu Microsoft Project thì chúng ta chỉ gọi FSSS hay FF hay SF rồi. Ta chỉ gọi ký hiệu thôi. Và mặc định trong trong cái việc lập và quản lý tiến độ các ký hiệu này thì các bạn chỉ cần viết là người ta đều hiểu hết.
nha. Nó cần biết nhớ, cần viết những cái mặc ký hiệu mặc định này thì người ta đều sẽ hiểu nó nghĩa là gì. Đấy. Nó nghĩa là gì các bạn nhé. Đấy. Nên chúng ta cần hết sức lưu ý. Đấy là FF, FS để chúng ta tương tự của mối liên hệ SS start to start. Đấy. Cả công việc trước và công việc sau đều có ngày bắt đầu giống nhau. Được chưa? Ngày bắt đầu của công việc này nó sẽ quy định đến ngày bắt đầu của công việc phía sau. Tương tự FF là kết thúc cùng nhau. Đấy. Xong rồi SF là ngày bắt đầu của công việc phía sau. Sẽ có mối liên hệ đến ngày bắt đầu công việc phía trước. Đấy. Dạ, đấy, ngày bắt đầu công việc này sẽ có mối liên hệ đến ngày kết thúc của công việc này. Đó, chữ S là của công việc này nhá, chữ F là của công việc này. Ok chưa? Cái từ bây giờ trở đi khi nhìn thấy ký hiệu FS, SS, FF và SF các bạn sẽ hiểu như thế này giúp mình. Được chưa? Trong xây dựng của chúng ta thì mối liên hệ FS, SS và FS đây là ba mối liên hệ gặp phổ biến nhất trong xây dựng, và trong đó mối liên hệ FS là gặp phổ biến hơn cả, đúng không ạ? Công việc liền trước phải xong thì công việc sau mới được bắt đầu. Đấy, thằng này gặp phổ biến hơn cả. Thằng này gặp với một số những cái công việc ví dụ như phải bắt đầu cùng nhau, tựa như thi công xây dựng và giám sát xây dựng bắt buộc phải bắt đầu cùng nhau, không ạ? Đấy. Có một số những công việc bắt buộc phải kết thúc cùng nhau, đúng không ạ? Bắt buộc phải kết thúc cùng nhau, phải có cùng thời gian kết thúc hoặc có mối liên hệ với nhau về thời gian kết thúc. Nhưng chúng ta thấy rõ ràng là đào đất bằng máy bắt đào đất thủ công, thì đào bằng thủ công chắc chắn phải kết thúc sau đào bằng máy, chắc chắn phải kết thúc sau đào bằng máy, đúng không ạ? Tức là có mối liên hệ với nhau thì kết thúc. Thằng này thì ít gặp hơn này. Đấy, thằng này chính là nghịch đảo của ông này, ông này nghịch đảo cho nhau, phải hình dung là đấy, nghịch đảo cho nhau. Thằng này trong trường hợp thuận là chúng ta biết thời điểm kết thúc với thời điểm bắt đầu công việc sau, nhưng thằng này là cũng ngược, trong trường hợp là chúng ta chỉ biết được cái thời điểm bắt đầu và kết thúc của công việc sau thôi, để chúng ta muốn dò lại công việc phía trước thì dùng mối liên hệ này để làm ngược nhé. Đây có một cái lưu ý nữa, đó là về thời gian dẫn trước và thời gian trễ, lag, đấy, lead and lag, được chưa? Thì thời gian dẫn trước là ký hiệu bởi dấu trừ và thời gian trễ lag là ký hiệu bởi dấu cộng. Ví dụ mình có công việc A, xin lỗi, mình có công việc B, nó có mối liên hệ bằng AFS trừ 2. Thì được hiểu nó sẽ dẫn trước 2 ngày. Ví dụ công việc B là 4 ngày đây. Công việc A là 4 ngày. À, công việc A như thế này. Công việc B thì sẽ bằng AFS đúng không ạ? Thời gian kết thúc công việc A. Thì công việc A nhá. Công việc B. Nó quy định thời gian bắt đầu công việc A nhưng nó phải sớm lên. Trừ là sớm lên nhá. À, mày dùng chưa? Chưa? Là công việc A nếu mà không có cái trừ 2 thì nó sẽ bắt đầu, công việc B sẽ bắt đầu ở đây. Chưa? Tuy nhiên trừ 2 thì đã bị sớm lên 2 ngày. Đấy, 4, 2. Thì công việc B nó sẽ bắt đầu sớm lên 2 ngày như thế này. Đoạn chỗ này là 2 ngày. Được chưa? Đấy. Phải dùng hoa không ạ? Thì mối liên hệ nó sẽ như thế này. S đây ạ. Công việc A là finish date. Được chưa? Nếu không có trừ 2 thì sẽ bắt đầu ở đây. Rồi B sẽ bắt đầu ở đây. Start ở đây. Tuy nhiên có trừ 2 thì sẽ dẫn trước là lùi về trước, làm sớm lên. Hiểu không ạ? Dấu trừ là làm sớm lên. Đừng nhầm nhá. Ai lại dấu trừ lại ngồi làm muộn nên là sai. Thế là phải là dấu cộng. Hiểu chưa? Tương tự với trường hợp số 2 là cộng chẳng hạn. Có việc B trong trường hợp là cộng 2 ngày. Thì vẫn giống số này. Thì điểm kết thúc của công việc A này. Giống số này. Được chưa? Ngày bắt đầu công việc B sẽ phải chậm hơn, muộn hơn 2 ngày nữa, cộng là muộn ạ. À. Đấy, trễ hơn 2 ngày. 1 ngày, 2 ngày. Vậy là công việc B sẽ bắt đầu từ đây.
chưa? Khoảng chỗ này sẽ là 2 đây, 2 ngày. Được chưa? Mối liên hệ đây ạ. Các bạn hình dung ra chưa? Đấy, cái này các bạn gặp trong môn mô hình đoạn tin của thầy khoa rồi. Các công việc trong tiến độ chúng ta đều thể hiện trên phần mềm Microsoft Project của mối liên hệ phụ thuộc này. Kèm theo đó là thời gian trước và thời gian trễ. Dạ, kể cả cái trường hợp của song song cuối đầu này, song song cuối đầu này chính là trễ đấy ạ. À xin lỗi, chính là dẫn trước bao nhiêu lâu đấy ạ. Ví dụ chúng ta lập hồ sơ mời thầu và chúng ta bán hồ sơ mời thầu, chúng ta sẽ làm cuối đầu với nhau trong bao lâu được? Đúng chưa ạ? Giờ chúng ta lập thuyết minh thiết kế, lập thiết kế cơ sở và lập tổng mức đầu tư theo thiết kế cơ sở thì chúng ta có thể làm gối đầu chúng trong bao lâu, đúng chưa ạ? Thì cái việc dẫn trước và cái việc trễ này, lead and lag này thì nó phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm và kiến thức của những người lập và quản lý tiến độ bạn nhé. Sao mai sang đến đồ án tổ chức cũng như là đồ án tốt nghiệp đấy. Những cái việc mà cộng hay trừ này các bạn đều phải giải thích tại sao để vào bảo vệ của các bạn đều phải giải thích tại sao các bạn cho vào gối đầu 3 ngày như vậy, tại sao đào máy trong 2 ngày sau các bạn mới cho đào thủ công vào mà không cho vào máy sau lưng 1 ngày, vân vân, thì phải giải thích hết nha. Thì sau khi chúng ta xác lập hết mối liên hệ giữa công việc để sắp xếp chúng theo một trình tự nhất định thì cái kết quả cuối cùng chúng ta thu được ấy, nó chính là hình này. Đây chính là sơ đồ mạng. Các bạn học môn tổ chức xây dựng 2 chưa ạ? À, tổ chức 2 đấy các bạn. Dạ chưa ạ. Chưa. Đây chính là sản phẩm trong môn tổ chức 2. Tổ chức 2 là cái môn trượt gần như nhiều nhất trong các môn chuyên ngành. Bạn nhá, sơ sẩy một cái là trượt. Sơ sẩy một cái nét bút là trượt. Các bạn chỉ cần sắp xếp sai thứ tự thực hiện công việc một cái là trượt. Không có điểm nữa. Thì kết thúc cái công việc số 3 này này là sắp xếp thứ tự công việc là chúng ta sẽ phải thu được một cái sơ đồ mạng công việc như thế này. Nhá. Sơ đồ mạng công việc như thế này. Chúng ta thấy được rõ ràng đây là sơ đồ mạng nút công việc hay các công việc nằm ở nút của mạng. Chúng ta có sơ đồ mạng mũi tên công việc, tức là công việc nó nằm ở mũi tên như thế này. Các bạn học tổ chức hai các bạn sẽ thấy rõ, mình không giải thích lại. Chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ thấy rõ ràng được mối liên hệ giữa các công việc, đúng không ạ? Mũi tên mà không có ký hiệu gì thì được hiểu là FS nhá. Còn có ký hiệu thì được hiểu ở đây này, ký hiệu gì người ta sẽ thêm vào. Còn cộng trừ bao nhiêu ngày người ta sẽ ghi thêm vào đây. Mũi tên. Được chưa? Chúng ta thấy rõ ràng để làm được công việc C thì ngay lập tức chúng ta biết là nó có mối liên hệ với công việc B và công việc H, đúng không ạ? Thấy rất rõ ràng để thằng C làm được thì thằng B và thằng H nó phải như thế nào đó, không ạ? Đấy. Đúng chưa các bạn? Để làm được thằng E chúng ta thấy rõ ràng thằng B và thằng D đều phải xong. Chúng ta thấy rõ ràng mối liên hệ công việc nó quá là trực quan luôn. Dạ. Thì là kết thúc cái nhóm công cái quá trình số 2 của lập tiến độ là sắp xếp thứ tự thực hiện công việc, chúng ta phải thu được cái sơ đồ này các bạn nhé. Đấy. Được chưa? Và sơ đồ tiến trình thực hiện dự án trong môn tổ chức xây dựng các bạn gọi là sơ đồ mạng. Sơ đồ mạng, sơ đồ là, cụ thể là sơ đồ mạng nút công việc. Dạ. Cái nội dung quản lý tiến độ của môn học này chúng ta chưa học tổ chức xây dựng 2. Thế là những cái bài toán hay ho của nội dung quản lý tiến độ này chúng ta sẽ không được học. Sau khi các bạn lập được một bản tiến độ khả thi rồi, điều chỉnh hết rồi thì chúng ta sẽ có những cái bài toán ví dụ như là rút ngắn tiến độ tối đa nhưng chi phí tăng lên là tối thiểu. Đấy, chúng ta sẽ phải giải quyết bài toán như vậy. Ví dụ tiến độ chúng ta lập ra là 300 ngày. Thì chúng ta sẽ có nhu cầu đặt ra cái bài toán là chúng ta có thể rút ngắn tiến độ tối đa là bao nhiêu ngày nữa nhưng chi phí tăng lên là tối thiểu. Đấy, zoom ạ. Đấy, bài toán về chi phí biên.
chúng ta biết là cứ một ngày rút ngắn tiến độ thì chi phí thường sẽ tăng lên bao nhiêu đó, phải tăng lên bao nhiêu tiền đó. Thế là chúng ta nên rút ngắn bao nhiêu ngày để cái chi phí phải phát sinh ấy, cho một ngày rút ngắn nó là nhỏ nhất. Mọi hình dung chưa? Đấy. Tương tự chúng ta cũng quay bài toán tương tự. Ta nên kéo dài hay rút ngắn tiến độ như thế nào để đảm bảo cái yêu cầu về nguồn lực? Chúng ta chỉ bố trí được 30 công nhân thôi. Là tiến độ chúng ta lập ra nó sử dụng hết 35 công nhân cơ. Thế chúng ta phải điều chỉnh. Thì chúng ta điều chỉnh như thế nào để cho thỏa mãn yêu cầu về nguồn lực ràng buộc đó. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ được giải quyết những bài toán như vậy. Do trong cái chương trình của sinh viên chúng ta đào tạo sinh viên chúng ta cho tổ chức hai những bài toán như vậy chúng ta không được học, thì nó để trong môn quản lý dự án xây dựng nâng cao bạn nhé, trong cái chương trình đào tạo thạc sĩ đấy, là trong môn tổ chức xây dựng công trình của thầy Thanh trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành quản lý dự án xây dựng đấy, các bạn có điều kiện các bạn học như thạc sĩ các bạn sẽ tiếp cận cái môn học đó rất là hay. Được chưa ạ? Bạn. Sau khi chúng ta sắp xếp xong rồi, bây giờ chúng ta sang bước thứ tư là dự tính thời gian thực hiện các công việc. Đây chúng ta sẽ có một vài công thức. Lưu ý là PMBOK phiên bản số 5 trở về trước thì nó có thêm một cái quá trình nữa là dự tính nguồn lực rồi mới dự tính thời gian. Tuy nhiên sang PMBOK phiên bản số 6 thì nó chỉ còn gộp lại, chỉ còn dự tính thời gian thôi. Lý do tại vì có những công việc chúng ta không cần dự tính nguồn lực, chúng ta vẫn dự tính được thời gian. Đúng không ạ? Từ các quy định pháp luật thì nó ràng buộc trong hợp đồng vân vân, từ các quy định trên thực tế yêu cầu kỹ thuật chúng ta không cần xác định nguồn lực, chúng ta vẫn dự kiến thời gian. Bình thường là chúng ta phải dự kiến nguồn lực trước rồi chúng ta mới dự kiến thời gian. Đấy. Nhưng có những công việc là chúng ta dự kiến nguồn lực phải, phải biết được thời gian trước bắt đầu với xác định ngược lại nguồn lực. Trên thực tế có những công việc như vậy thì từ phiên bản PMBOK số 6 là nó được cải tiến, nó bỏ cái việc bước xác định nguồn lực đi. Đấy. Thì đâu đó việc dự tính thời gian thực hiện công việc này nó sẽ bao gồm cả việc cân đối các nguồn lực mà chúng ta có nữa các bạn nha. Đấy, chúng ta cần phải lưu ý như thế. Đấy. Các kỹ thuật chúng ta dự tính thời gian bao gồm có thứ nhất là phương pháp chuyên gia, không biết thì đi hỏi, đặc biệt là với những công tác đặc thù mà chúng ta chưa làm bao giờ. Chúng ta không biết chúng ta phải đi hỏi những người đã làm rồi. Đấy, thi công cái công tác đó với khối lượng như thế này thì làm khoảng bao lâu? Với thời gian như thế ông sử dụng nguồn lực như thế nào? Đấy, đi hỏi nhé chuyên gia. Thứ hai là dự toán tương tự, tức là sử dụng những công trình tương tự, những công việc tương tự đã và đang thực hiện. Được chưa? Số 3 là dự toán theo tham số, đây là phương pháp sử dụng gần như là phổ biến nhất và có kết quả chính xác nhất. Đấy. Số 4 là phương pháp ước lượng 3 điểm. Phương pháp ước lượng 3 điểm thì trong môn học chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn những phương pháp này. Chúng ta sử dụng nhiều hơn những phương pháp số 3 và phương pháp số 4, dự toán tham số ước lượng 3 điểm. Ước lượng 3 điểm là khi xem xét các bất định và rủi ro của dự án, cụ thể là dựa vào toán xác suất thống kê theo các quy tắc phân phối xác suất ngẫu nhiên và lại lượng ngẫu nhiên. Đấy. Thì phương pháp này nó sẽ nước ngoài nó mới được thường là áp dụng, tại vì nước ngoài người ta có những doanh nghiệp chuyên về về thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Thì cụ thể tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp số 4 sau. Thì phương pháp dự toán theo tham số trong đồ án môn các môn học khác các bạn cũng đã học rồi đấy. Tổ chức xây dựng 1 cũng như là tổ chức 2 các bạn sẽ học ở đồ án kỹ thuật thi công là các bạn đã học rồi đấy. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ xác định khối lượng công việc của từng công việc dựa theo hồ sơ thiết kế đúng không ạ? Đây là bước đầu tiên. Cái tham số đầu tiên. Tham số này nó thường sẽ là hằng số. Đúng chưa? Tại vì nó được tính toán dựa theo thiết kế nhưng nó không thay đổi. Theo biện pháp thi công nữa nên nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi theo biện pháp khi mà biện pháp thi công thay đổi rồi. Nên hầu như trong các trường hợp nó là hằng số. Đây là thứ hai, đó là định mức. Một có định mức vật liệu, định mức lao động, tức là nhân công và định mức máy và thiết bị thi công. Đúng chưa? Các bạn sẽ phải tra các chỉ số trong định mức dự toán của Bộ Xây dựng 1776 là định mức 1324. Như đoán tổ chức xây dựng và tổ đồ án kia thì công bạn tra định mức 1776 gì đó và giảm đi 30-40% đấy đúng không ạ? Sau đó chúng ta xác định hao phí lao động hoặc là hao phí máy.
bằng cách chúng ta lấy khối lượng bằng việc nhân với lại định mức nhân công hoặc là định mức máy thi công. Đúng chưa? Đúng chưa? Sau khi có hao phí lao động rồi, chúng ta sẽ biên chế, sẽ tổ chức. Đó là tổ chức. Cùng có việc là bố trí số tổ đội làm việc của mỗi công việc. Đấy. Số lượng công nhân và máy của mỗi tổ đội. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta phải tổ chức thêm số ca làm việc trên một ngày. Sau đó chúng ta mới ra được thời gian. Thời gian sẽ bằng hao phí lao động chia cho cái gì ạ? Đấy, chia cho số tổ đội. Đấy, số tổ đội. Nhân với lại số công nhân hoặc số máy. Được chưa? Đấy. Tiếp tục, còn chưa hết số ca làm việc nữa thì mới ra được thời gian thực hiện một công việc. Có đúng trong đồ án kỹ thuật thi công các bạn làm như này đúng không ạ? Tổng khối lượng đào đất là đào trong khối. Chúng ta lựa chọn đào bằng máy thì được máy của chúng ta là có không thể có 1,2 ca máy cho 100 mét khối. Rõ ràng là chúng ta tính được hao phí máy của chúng ta là 500 nhân 1,2. Đấy, bằng 6 ca, hết 6 ca máy. Đúng không ạ? Sau chúng ta tổ chức, chúng ta tính toán tổ chức. Đấy. Số tổ máy, chúng ta sử dụng một hoặc sử dụng hai máy. Hai máy đào, hai tổ máy đào. Đúng chưa ạ? Mỗi máy đào, mỗi tổ có một máy. Đấy, làm việc 1 ca trên ngày. Thì tổng thời gian của chúng ta thấy rõ ràng là hết 6 chia 2 chia 1 là mấy ạ? 3 ngày. 3 ngày sẽ hoàn thành xong 500 mét khối đất đào này. Như chúng ta làm 2 ca trên ngày, chúng ta thấy hết bao nhiêu ngày ạ? 1,5 ngày. Chúng ta làm 3 ca trên ngày thì chỉ hết một ngày thôi. Thì đây là một cái phương pháp tham số mà chúng ta sử dụng vô cùng phổ biến trong xây dựng. Đây là một cách tính thuộc phương pháp dự toán theo tham số. Các bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong cái ngành kinh tế xây dựng này. Đồ án định mức các bạn đang học cũng sẽ tính theo như thế này. Đây. Còn cái phương pháp ước lượng 3 điểm, đây là phương pháp được sử dụng phổ biến ở nước ngoài. Đấy. Thì nó sử dụng các quy tắc phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, cụ thể là đại lượng ngẫu nhiên ở đây là thời gian và chi phí. Đấy. Thời gian và chi phí, đây là hai cái đại lượng ngẫu nhiên. Thì theo cái quy tắc phân phối xác suất thì nó sẽ có phân phối tam giác và phân phối beta. Đấy. Tức là người ta sẽ điều tra các dữ liệu trong lịch sử. Nó sẽ có trục tọa độ như thế này này, đại khái là như vậy. Đấy. À, với mỗi công việc tại mỗi cái trạng thái khác nhau, người ta sẽ xác định được một cái điểm trên cái biểu đồ này, tạo thành một cái đám mây điểm. Đấy. Với phân phối tam giác thì người ta nhìn diện tích của cái hình của cái đám mây điểm sau khi xác định xong ấy, nó có hình tam giác thế này. Phân phối beta thì nó sẽ có dạng hình sin thế này. Đó. Được chưa? Thì hai cái phân phối các bạn ở nhà sử dụng Google khảo sát xuất thống kê là có ạ. Thì với mỗi một công việc bất kỳ thì người ta sẽ xác định ra cái thông số về thời gian của công việc đó trong ba cái trạng thái, tức là trong ba cái điểm khác nhau. Thứ nhất là trong cái trạng thái lạc quan nhất. À, thứ hai là bi quan nhất và thứ ba là có khả năng xảy ra nhiều nhất. Bên nước ở nước ngoài nó sẽ có những cái đơn vị mà chuyên đi thu thập những cái loại dữ liệu này về thời gian và chi phí để thực hiện các công việc trong những cái trường hợp, trong ba cái trường hợp này các bạn. Bi quan nhất, là quan nhất và có khả năng xảy ra nhiều nhất. Sau đó doanh nghiệp xây dựng của chúng ta là muốn lấy thông tin về những công việc nào thì tìm đến những cái đơn vị cung cấp dữ liệu này, nó sẽ cung cấp số liệu cho chúng ta. Đấy.
Nên số liệu lịch sử nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc mà chúng ta dự báo. Được chưa ạ? Các công thức này hoàn toàn để phục vụ cho việc dự báo. Bạn nhé. Dự báo. Thì chúng ta ước lượng kia theo cái phương pháp tham số cũng là dự báo hết. Đều là dự báo cả. À, nha. Dự báo. Nhờ dự báo hết. Thì khi chúng ta làm bài tập, đề bài sẽ đưa ra yêu cầu các bạn, đề bài sẽ có cho các thông tin về các dữ liệu này. Bi quan nhất được lạc quan nhất được hiểu là mình lấy ví dụ về công tác xây lắp của các bạn dễ hình dung. Nếu chúng ta làm công tác đổ bê tông. Đấy. Thời gian trong trường hợp lạc quan nhất thường sẽ là thời gian ngắn nhất để hiểu công việc đó. Tức là mọi điều kiện, mọi tác động, mọi hoàn cảnh để cho công việc đổ bê tông là lạc quan nhất, trong trường hợp lạc quan nhất. Ví dụ công nhân ngày hôm đó làm việc full tải, full năng suất. Đấy, làm việc rất khỏe. Máy bơm bê tông hoạt động hết công suất, không có vấn đề gì xảy ra cả. Máy đầm hoạt động tốt, không có hỏng hóc gì cả. Thời tiết thì râm mát. Đấy, nhiệt độ khoảng 30 độ, 32 độ. Đúng không ạ? Đấy, khoảng 26, 27 độ chẳng hạn. Độ rất là râm mát, không có mưa. Được chưa? Bàn khuôn đổ không bị bục, không bị hở. Đấy đều là những cái điều kiện lạc quan nhất. Người ta biết là thời gian thực hiện thường sẽ là ngắn nhất. Đúng chưa? Còn trường hợp bi quan nhất ngược lại, mọi điều kiện đều rơi vào trạng thái bi quan, là đang đổ bê tông, máy bơm bị tắc, đang đổ bê tông, máy đầm hỏng, đang đổ bê tông bị rầu bán quân, bục bán quân. Công nhân ngày hôm đó làm việc uể oải, vân vân. Đầm bê tông không đúng quy trình, vân vân. Thì thời gian sẽ là dài nhất. Còn trường hợp có khả năng xảy nhất, thời gian sẽ nằm ở chính ở khoảng giữa giữa mức trung bình. Là mọi điều kiện nó rơi vào trạng thái mà có khả năng xảy ra nhất, tức là điều kiện thi công nó là trung bình, là mức trung bình. Được chưa? Thì nếu đề bài yêu cầu chúng ta xác định thời gian cho phân phối tam giác thì chúng ta sẽ sử dụng công thức này. Thời gian dự kiến của mỗi công việc là TE, nó sẽ bằng trung bình cộng TO, TM, TP chia 3. Trung bình cộng. Đó. Nếu phân phối biết ta sẽ bằng TO cộng với 4TM, 4 lần TM cộng với TP và chia cho 6. Trung bình có tổng số. Được chưa? Hai công thức này các bạn phải học thuộc nha. Sang đến phần quản lý chi phí, chúng ta chỉ thay chữ T bằng chữ C thôi. Tại vì chi phí cũng là một cái đại lượng ngẫu nhiên. Thì chúng ta chỉ cần thay cái chữ T với chữ C là chúng ta được công thức để dự báo về để ước lượng về chi phí các bạn nhé. Đấy, thấy chưa? À, chúng ta có một cái bài tập vận dụng thế này. À, sang vào bài thi, bài kiểm tra vân vân, chúng ta có phần bài tập riêng thì nó cũng được thực hiện đề bài ạ, nó cũng có một cái câu tương tự như này. À. Ta thấy thời gian và chi phí đều là hai lượng ngẫu nhiên, công dụng đã công thức đã áp dụng đúng hệt, nó chỉ thay chữ T chữ C thôi nhé. Còn gắn chữ E, chữ O, chữ P, chữ M cái ký hiệu giống hệt. Chưa? À. Ví dụ đề bài yêu cầu chúng ta xác định phân phối tam giác này ạ, chúng ta sẽ sử dụng công thức này. Đơn thuần các bạn chỉ thay số thôi. Chưa? Chúng ta tính là TE và CE của R1. Đúng không ạ? Các bạn sẽ tính là TE của R1. Rồi tính là TE của TU7. Đúng không ạ? Rồi TE của QV8 thì tương tự là tính CE của từng hạng mục 1. Đấy. Đúng chưa? Úp công thức là xong thôi. Nhưng đề bài yêu cầu là chúng ta xác định tổng chi phí và tổng thời gian của việc thực hiện cả cái nhà máy này thôi, chứ không phải là của từng hạng mục. Đấy. Dự kiến là chúng được thi công tuần tự với nhau. Bây giờ thời gian và chi phí xác định thế nào? Đấy, các bạn về nhà tìm hiểu nha, làm nốt bài tập này, hôm sau sẽ yêu cầu các bạn giải đáp. Được chưa? Bài tập này làm chỉ trong khoảng 2 phút là xong rồi. Nhớ được thi công tuần tự nha. Thế nào là không tuần tự mà ai không nhớ cứ lòng về nhà xem tổ chức một.
những cái thời mà các bạn không nhớ ra trường, các bạn không làm ăn gì trong cuộc đời đâu các bạn. Nha. Công nhân người ta còn biết nha, các bác công nhân người ta còn biết những cái này, không học mà không nhớ cái gì ra trường công nhân thì đang chửi cho sấp mặt luôn nha. Sau khi chúng ta dự tính được thời gian nguồn lực xong, nói lại một chút ở cái bước này, việc mà chúng ta tổ chức đấy, đấy mình có nói là chúng ta tổ chức đấy ạ. Đấy, bao gồm chúng ta ước lượng về số tổ đội, đấy, tổ đội công nhân hoặc tổ đội máy, đúng không ạ? Số lượng tổ đội, được chưa? Xong rồi số lượng công nhân hoặc là máy trên một tổ đội, số ca làm việc trên ngày. Thì nó việc chúng ta tổ chức được ba cái yếu tố này, xác định ba yếu tố này, nó sẽ phụ thuộc vào cái gì ạ? Phụ thuộc vào cái khả năng cung cấp và huy động nguồn lực của đơn vị, của doanh để cho các bạn đấy. Nên nên là khi chúng ta đã lập xong tiến độ của chúng ta sẽ phải đối chiếu lại các điều kiện này, đối chiếu được tiến độ chúng ta đã lập với các điều kiện này để chúng ta xem xét liệu doanh nghiệp chúng ta có đáp ứng được với cái tiến độ như vậy, chúng ta có đáp ứng được toàn bộ các điều kiện này hay không. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa, double check lại lần nữa nhé, nên nhớ là như thế. Đấy. Khi thiết lập tổng tiến độ của dự án là chúng ta đã phải cân đối đến nguồn lực của doanh nghiệp rồi. Câu chuyện là chúng ta cứ bốc thuốc thời gian đâu, rồi cuối cùng chúng ta mới kiểm tra là cái điều kiện này nó như thế là không được. Như thế muôn đời các bạn không làm ra cái bản tiến độ của dự án một cách khả thi được. Không biết điều chỉnh như thế nào cho ổn được. Đấy. Sang cái bước tiếp tục, đó là lập tiến độ của dự án. Ở trong bước này chúng ta phải thực hiện một loạt những cái công việc như sau. Nhất là quyết định thể hiện, hình thức thể hiện tiến độ. Đấy. Các hình thức thể hiện tiến độ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp, các bạn cũng đã học hết rồi. Thứ hai, chúng ta lựa chọn phương pháp và cái phương pháp lập tiến độ và mô hình lập tiến độ. Đấy. Kèm theo đó là chúng ta lựa chọn các phần mềm luôn. Tiếp tục là chúng ta sẽ nhập dữ liệu của dự án mà chúng ta đã khởi tạo trong toàn bộ các bước trước vào trong các phần mềm và vào trong các phương pháp và mô hình lập trình độ. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ, sau khi xong này chúng ta sẽ ra được một cái mô hình, một cái bản tiến độ của sơ bộ. Thì bước tiếp theo chúng ta phải đánh giá, điều chỉnh cái bản tiến độ đấy, sơ bộ đấy, để chúng ta có thể được có được một cái bản tiến độ khả thi nhất để làm cơ sở cho cả dự án. Được chưa? Cái bản tiến độ đó sau khi được phê duyệt sẽ được sử dụng làm cái bản tiến độ cơ sở kế hoạch cho cả dự án, nó sẽ được công bố trong toàn dự án. Được chưa? Đây là tất cả những cái việc mà chúng ta sẽ phải làm cho cái bước của cái tên gọi ngắn gọn của ba chữ là lập tiến độ. Thứ nhất là quyết định hình thức thể hiện tiến độ, thứ hai là lựa chọn cái phương pháp lập tiến độ và cái mô hình lập tiến độ, kèm theo là được lựa chọn cả phần mềm lập tiến độ. Bước số 3 là nhập liệu vào trong các phần mềm, vào trong các mô hình để thu được một cái bản tiến độ sơ bộ. Bước số 4 là đánh giá và điều chỉnh các bản tiến độ của chúng ta đã thu được theo tất cả những điều kiện về nguồn lực, về các mối ràng buộc, à, về nguồn lực, về các mối ràng buộc, đặc biệt những cái mối ràng buộc về yêu bắt buộc, mối ràng buộc về ưu tiên các bạn nhé, ta phải xem xét lại này. Cũng là một số những cái chỉ tiêu để đánh giá tiến độ như là hệ số K1, K2, hệ số sử dụng lao động không đều và sử dụng phân bố lao động không đều. Chức một các bạn học rồi được chưa ạ? Sau đó chúng ta mới phê duyệt tiến độ để ra được một cái bản tiến độ kế hoạch làm cơ sở, làm cái gốc cho cả dự án. Sau đó chúng ta quản lý, chúng ta sẽ soi cái tiến độ thực tế với cái bản tiến độ kế hoạch được phê duyệt này. Được chưa? À. À, về cái hình thức thể hiện tiến độ, à, chúng ta có một loạt các hình thức thế này, sơ đồ các mốc tiến độ, nó chỉ là các mốc thôi, được chưa? Sơ đồ mảng, được chưa? Việc chúng ta có chia, ví dụ đào đất chia thành 3 phân đoạn, cốt thép cũng chia 3 phân đoạn, vân vân.
sơ đồ mạng các bạn sẽ học trong tổ chức xây dựng hai, cái bài toán mà có chia nhiều tổ đội và chia nhiều phân đoạn, mà bạn thi công chia nhiều phân đoạn và chia nhiều tổ đội. Đây là cái bài toán khó nhất hay chuẩn nhất, thanh niên nào dính vào bài này nào không tỉnh là trượt hết. Thì này, bạn thấy sơ đồ mạng nó rắc rối này không ạ? Các bạn phải phanh ngang từ giấy ra, vẽ mới đủ. Quay ngang từ giấy hoặc phanh đôi ra, vẽ mới đủ cái sơ đồ mạng cho cái trường hợp như này. Cây cầu chia thành mấy 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 khúc đấy. Thi công từ hai đầu lại, rồi hai tổ, một tổ hai tổ làm từ hai đầu, hai tổ làm từ giữa ra chẳng hạn. Và mặt bằng chia thành ba phân đoạn cùng các công tác sau: tòa đất, cốt pha, cốt thép, bê tông. Các bạn phải sắp xếp thứ tự công việc cho đúng, sai thứ tự công việc một cái là trượt. Để sai sơ đồ mạng cái là toàn bộ vì so sai hết, chuyển sơ đồ mạng thành sơ đồ ngang vân vân là đi hết, nên chỉ còn điểm và như là trượt. Đấy, nha, sơ đồ mạng. Được chưa? Ngoài chúng ta còn có hình thức khác các bạn có thể quen thuộc hơn, sơ đồ xiên. Đấy là phần mềm AutoCAD các bạn đã làm trong môn gì ạ? Kỹ thuật thi công, đồ án kỹ thuật thi công, sơ đồ xiên. Tổ chức xây bộ cũng học rồi, phương pháp dây chuyền. Đúng mà. Đấy. Số phân đoạn sẽ phải lớn, sẽ bằng bằng số dây chuyền cộng một gì đó thì mới là thi công dây chuyền đẳng nhịp các thứ, đúng không ạ? Đấy, học hết rồi nhé, đây không dạy lại đâu, chỉ giới thiệu thôi, chỉ nhắc lại về các hình thức thôi, còn thực hiện thế nào các bạn học rồi. Danh mục liệt kê và sơ đồ ngang. Đấy, liệt kê chỉ có cái bảng này thôi và sơ đồ ngang. Đấy, được chưa ạ? Đâu đâu chúng ta thấy sơ đồ ngang này gần giống Microsoft Project. Thì các bạn lưu ý phần mềm Microsoft Project của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ sơ đồ mạng. Việc các bạn nhập thông tin vào trong phần mềm xong thì phần mềm nó tự động nó vẽ cho chúng ta cái sơ đồ mạng nha. Sau đó phần mềm nó tự động nó thực hiện cái việc chuyển sơ đồ mạng này sơ đồ ngang, và chúng ta sẽ nhìn được cái sơ đồ ngang này trên phần mềm. Đấy. Trên phần mềm Microsoft Project hoàn toàn các bạn có thể lôi được cái sơ đồ mạng nó ra, chỉ bằng một click chuột các bạn sẽ lôi được cái sơ đồ mạng ra mà thay vào đó là sơ đồ ngang. Đây là một cách các bạn có thể sử dụng phần mềm Microsoft Project để kiểm tra cái tiến độ, à cái sơ đồ mạng của các bạn trong môn tổ chức. Đấy, kiểm tra là cái sơ đồ mạng các bạn đã vẽ ra có đúng hay không nha. Các bạn có thể sử dụng phần mềm Microsoft Project để kiểm tra sơ đồ mạng mình. Còn trong môn tổ chức xây dựng hai, các bạn sẽ phải việc của các bạn là chuyển sơ đồ mạng sang sơ đồ ngang là chúng ta sẽ phải làm thủ công. Chúng ta sẽ dựa vào dữ liệu ban đầu lập những sơ đồ mạng, sau đó chúng ta chuyển từ sơ đồ mạng sang sơ đồ ngang. Được chưa ạ? Thì toàn bộ môn tổ chức xây dựng hai là chúng ta sẽ phải làm thủ công. Đấy. Tuy nhiên là các bạn có thể làm tự động trên phần mềm Microsoft Project, nó chỉ cần nhập dữ liệu đầu vào cho chúng ta ngay lập tức có sơ đồ ngang. Còn môn tổ chức xây dựng hai là trang bị cho các bạn cái nền tảng và cái lý thuyết về thực hiện thủ công bằng tay luôn. Để chúng ta kiểm soát lại phần mềm nào có đúng hay không nhé. Nhập liệu sai thì kết quả sai. Thì chúng ta phải biết cách làm để chúng ta biết được là với cách nhập liệu như vậy thì kết quả như này nó đúng hay sai. Đúng mà. Chúng ta nhập liệu sai quy tắc của phần mềm cái kết quả nó sai ngay. Như chúng ta làm thủ công thì nó không phụ thuộc vào cái quy tắc nhập liệu trên phần mềm. Thì với cách nhập liệu như thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng nó phải giống như chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải biết kết quả cuối cùng chúng ta làm thủ công nó ra sao để chúng ta kiểm soát lại phần mềm. Vậy dùng ạ, chúng ta không được phó mặc cái mạng của mình nhé vào phần mềm. Nên phần mềm nó sai một cái là chúng ta đi ngay, nên chúng ta phải học bản chất là như vậy. Được chưa? Thì đấy là các hình thức thể hiện tiến độ. Các phương pháp lập tiến độ chúng ta sẽ có ba cái phương pháp chính là phương pháp dây chuyền, phương pháp bừng găng và phương pháp chuỗi găng. Là một vài cái phương pháp khác như sơ đồ mạng PERT, sơ đồ mạng với tên công việc vân vân. Thì ở đây phương pháp dây chuyền các bạn học rồi, phương pháp đường găng thì các bạn cũng học rồi, trong môn tổ chức hai các bạn sẽ học. Đấy, xác định đường găng của dự án thì không nói nữa. Đấy. Đường găng của dự án là đường mà có tập hợp các công việc mà tổng thời gian của công việc đó là dài nhất, chiều dài của đường găng chính là tổng tiến độ của cả dự án.
Đấy. Cái phương pháp được ra Critical Path Method nha. Phương được ra Microsoft Project sử dụng phương pháp được ra. Được chưa? Thế còn phương pháp chuỗi gang nó được chia thành hai nhóm. Đấy. Chưa phương pháp đường gang và phương pháp chuỗi gang. Microsoft Project sử dụng phương pháp đường gang. Thế còn phương pháp chuỗi gang, đây là hai cái phương pháp với hai cái tư tưởng lập tiến độ khác nhau các bạn nhé. Hai cái tư tưởng lập tiến độ khác nhau hoàn toàn. Các bạn nhìn trên hình minh họa. Với cái phương pháp đường gang thì với mỗi công việc các bạn nhìn, với mỗi công việc khi ước lượng thời gian chúng ta đều kèm theo nó là một cái khoảng thời gian dự trữ trong mỗi công việc đấy. Là khi ông sếp ra ta đã có công việc với khối lượng như này thì mày dự kiến bao giờ là xong thì chúng ta báo thời gian lên. Cái thời gian ta báo là 5 ngày chẳng hạn thì nó sẽ bao gồm có 3 ngày là làm việc và 2 ngày là dự trữ đề phòng khi có việc gì xảy ra chúng ta sửa chữa. Mày dùng mà. Tất cả các công việc, các gói công việc của dự án nó đều bao gồm có một cái gói thời gian dự trữ cho chính nó. Thế còn cả dự án thì không có thời gian dự trữ chung cho cả dự án. Được chưa? Đấy là phương pháp đường gang. Phương pháp chuỗi gang thì ngược lại. Pháp chuỗi gang thì ngược lại. Trong khi phương pháp đường gang thì tập trung vào việc là xem xét cái chuỗi công việc xuyên suốt toàn bộ dự án. Đấy. Nó không tập trung vào việc là xem nặng về nguồn lực. Nó chỉ tập trung vào xem nặng về mặt thời gian thôi. Thì phương pháp chuỗi gang thì ngược lại. Đấy. Nó nhấn mạnh nhiều hơn đến việc mà các nguồn lực mà chúng ta có như thế nào xét mối liên hệ tác động giữa nguồn lực với thời gian. Thì khi yêu cầu dự kiến về thời gian trong mỗi công việc đấy, thì đây sẽ là thời gian tối thiểu để thực hiện. Không bao gồm có thời gian dự trữ. Từng công việc không có thời gian dự trữ. Thay vào đó cả dự án mới có một cục dự trữ chung. Còn thằng này này không có cục dự trữ chung và dự án nó được xé lẻ cho từng công việc. Hai cái quan điểm hoàn toàn khác nhau các bạn. Với cách số 1 nó có cái ưu điểm là chúng ta kiểm soát thời gian của dự án dễ hơn, ít rủi ro hơn. Tại vì từng công việc đã có thời gian dự nhưng vô hình chung nó làm cho tiến độ của dự án bị kéo dài các bạn thấy không ạ? Nó kéo dài so với phương pháp số 2. Cho thấy rõ ràng trên thực tế không phải công việc nào cũng sử dụng hết thời gian dự trữ của nó. Có những công việc không cần thời gian dự trữ. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải chờ đợi hết thời gian dự trữ chúng ta mới tiến hành tiếp tục công việc sau. Chúng ta không tiến hành luôn, tiến hành luôn là phá kế hoạch của mình đấy các bạn. Bạn nhé. Nên tiến độ của dự án sẽ bị kéo dài. Còn phương pháp này nó thấy thời gian của dự án ngắn hơn thôi. Nhiên phương pháp này chúng ta thấy nó sẽ có rủi ro như sau ạ. Bất kỳ một công việc nào của dự án này mà bị kéo dài hoặc rút ngắn kéo dài đi ạ này, bị kéo dài thì cả dự án sẽ bị kéo dài theo vì chúng ta không còn thời gian dự trữ cuối cùng để sửa lỗi đúng chưa ạ. Cho nên là các công việc này nó phải phối hợp với nhau. Kết quả của công việc này nó phải chuyển giao sang công việc khác. Không may cái việc chuyển giao này mà có vấn đề gì trục trặc xảy ra toàn bộ tiến độ của dự án sẽ bị thay đổi, chắc chắn sẽ bị kéo dài. Cái rủi ro rất lớn các bạn nhé. Đấy. Rủi ro của cái phương pháp này đến đa phần đến từ cái việc chuyển giao sản phẩm công việc này sang công việc kia. Nó có trục trặc gì vấn đề ở đây một phát là to ngay. Được chưa ạ? Còn phương pháp này chúng ta thấy tiến độ công việc này nó có thể bị kéo dài một chút. Nhưng không sao, chúng ta còn thời gian dự trữ. Đúng rồi. Với phương pháp này chúng ta phải quản lý sát sao từng công việc. Mỗi công việc này chúng ta phải đều phải kiểm soát cực kỳ là sát sao. Và chúng ta biết cứ một công việc này bị kéo dài là cả tiến độ của dự án bị kéo dài ngay lập tức. Nhưng với phương pháp số 2 thì chúng ta sẽ quản lý bằng cách nào ạ? Bằng cách chúng ta kiểm soát cái cục dự trữ này. Ta sẽ kiểm soát cái cục dự trữ này luôn luôn để cho nó lớn hơn bằng không.
phải dùng ạ. Chúng ta không cần kiểm soát sát sao từng công việc này của dự án, tất nhiên phải kiểm soát nhưng không sát sao bằng cách trên, mà chúng ta thay vào đó kiểm soát cái cụm này. Tư tưởng khác nhau hoàn toàn các bạn. Trên thực tế thì các doanh nghiệp thích hơn, các doanh nghiệp tư nhân thích cách này hơn. Đặc biệt là các tập đoàn lớn này. Đấy, tư bản nó rất thích cách này. Các bạn nhé. Đấy, Microsoft, Google Jake thì chỉ cho cách này thôi. Mặc định là sử dụng cách này. Và sau đấy muốn có thời gian dự trữ chung của cả dự án thì chúng ta phải khai báo thêm một công việc nữa là thời gian dự trữ. Đấy, để chúng ta bút thêm vào trong tiến độ. Chứ là nó công tác cuối cùng. Để dùng các bạn để đưa nó vào đường ra nha. Ta có thể biến thể như vậy sử dụng chính phần mềm Microsoft Project. Còn phần mềm nữa Primavera nó hỗ trợ đắc lực cả hai phương án này. Đấy, cách làm thế này. Được không ạ? Đấy, chúng ta cần phải lưu ý về hai cái này nhé, hai cái phương pháp tiến độ đấy là hai cái tư tưởng khác nhau. Được chưa ạ? Còn việc điều chỉnh tiến độ về điều chỉnh tiến độ của dự án thì lưu ý là chúng ta sẽ có cái thời điểm mà chúng ta nên điều chỉnh tiến độ. Để trong mọi tình huống chúng ta nên điều chỉnh tiến độ trước khi chúng ta phê duyệt tiến độ ra. Tiến độ của dự án đã được phê duyệt, chúng ta công bố cho các bên rồi. Nên thế nếu chúng ta điều chỉnh, chúng ta phải công bố lại, phải gửi lại cho tất cả các bên. Nên đôi khi việc điều chỉnh tiến độ của ta nó sẽ gặp phải cái sự chống đối từ các bên hiệu quan khác. Tại vì khi người ta đã nhận được cái tổng tiến độ của dự án đó là phê duyệt lần một rồi, thì các đơn vị khác người ta đã dựa vào cái tiến độ đó, người ta lập kế hoạch cho cái phần công việc mà họ phụ trách. Đấy. Nên bây giờ mà chúng ta điều chỉnh tiến độ cho cả dự án thì họ sẽ phải cập nhật là hết kế hoạch của họ, thì chúng ta sẽ gặp được cái rào cản rất là lớn các bạn nhé. Nên trong mọi tình huống là chúng ta nên điều chỉnh tiến độ của dự án để trong cái trường hợp trước khi chúng ta phê duyệt tiến độ, điều chỉnh cho nó kỹ đi. Còn trong quá trình thực hiện dự án chúng ta nên hạn chế, nên hạn chế. Nếu có thì nó chỉ nên điều chỉnh tiến độ cho cái phần còn lại chưa thực hiện, mà cố gắng điều chỉnh cho cái phần xa ra một chút để người ta có điều kiện, có đủ thời gian để người ta điều chỉnh kế hoạch của mình. Được chưa? Để ở điều chỉnh tiến độ của một dự án thì môn học trang bị cho chúng ta hai cái kỹ thuật để chúng ta điều chỉnh tiến độ. Tất cả những cái cách mà các bạn sẽ điều chỉnh tiến độ khi sau này các bạn có thể đồ án nó sẽ quy về một trong hai cách này. Và bảo vệ đồ án các bạn rất hay gặp những câu hỏi, ví dụ như là biểu đồ nhân lực, tự nhiên có một cái khoảng thời gian như kia nó cao rống lên, thế làm cách nào để anh săn bằng cái biểu đồ nhân lực đấy ra trong ngày đó ra. Bây giờ tiến độ của anh là 300 ngày, bây giờ tôi muốn nó còn 280 ngày thì làm thế nào? Đấy. Chúng ta thấy rõ ràng phải làm việc tăng ca, bố trí thêm máy móc, thêm công nhân vào, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tăng số lượng công nhân, tăng nguồn lực, thêm máy móc thiết bị vào, làm việc tăng ca thì thời gian ngắn đi, vân vân. Xong rồi làm việc song song gối đầu, thì lưu ý tất cả những cách đó nó chỉ quy về một trong hai cái phương pháp như sau, hai kỹ thuật như sau. Thứ nhất, kỹ thuật crashing. Dịch tiếng Việt nó rút ngắn tiến độ. Cái này bộ môn tự dịch các bạn nhé, nó không có tiếng Việt là thôi đâu. Các bạn tra Google với lòng tra từ crashing sẽ ra nhé. Cái thứ hai là gọi là đẩy nhanh tiến độ, fast tracking. Trong các sách giáo trình khác thì có thể dịch với các tên khác, tuy nhiên cái từ crashing và fast tracking là giữ nguyên, không có sách nào bỏ hai cụm từ tiếng Anh đi đâu ạ. Các bạn nhé, dịch là tiếng Việt không biết dịch là gì cả. Thì nó được mô tả hai cái kỹ thuật này thông qua cái hình như sau. Chúng ta có cái khu vực đầu tiên, cái hình trên cùng, đó là tiến độ gốc, original schedule, tiến độ nguyên bản của dự án đã được phê duyệt. Cái tiến độ cơ sở đi chẳng hạn, tiến độ gốc chúng ta đã lập ra ban đầu đấy. Đây là cái tiến độ được
điều chỉnh theo cái kỹ thuật rút ngắn crushing. Đây là tiến độ được điều chỉnh theo kỹ thuật là đẩy nhanh, fast tracking. Chưa? Thì cái kỹ thuật crushing được hiểu là chúng ta sẽ điều chỉnh tiến độ, và cụ thể ở hình này nó rút ngắn tiến độ bằng cách là chúng ta điều chỉnh thời gian của những công việc nằm trên đường ngang. Đường ngang, đường ngang là đường màu đỏ này. Để giải thích lại một chút đường ngang nhé. Đường ngang là được tập hợp tất cả những công việc từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc của dự án, nhưng nó có tổng thời gian của cái đường này là dài nhất. Phải dùng chưa? Với cái tiến độ như này chúng ta thấy đây là cái kết quả cuối cùng của dự án. Thì chúng ta có nhiều con đường tính từ thời điểm bắt đầu đến kết thúc của dự án đúng không ạ? Đây là con đường số 1. Chúng ta cũng có con đường số 2 như thế này. Không các bạn? Nếu có nhiều công việc khác thì chúng ta có nhiều con đường khác. Thì đường găng nó là con đường có tổng thời gian dài nhất. Được chưa? Thì tổng chiều dài của đường găng nó chính là tổng tiến độ của dự án. Tổng tiến độ của dự án. Nhớ nhé. Trên phần mềm Microsoft Project chỉ cần bằng một cái click chuột, ngay lập tức phần mềm nó sẽ xác định cho ta những công việc nằm trên đường găng bằng cách nó highlight màu đỏ giống như trên hình thế này. Một cái click chuột là ra được nhé. Các bạn nhé. Nên phần mềm Microsoft Project các bạn biết sử dụng nó hỗ trợ rất tốt cho cái môn tổ chức xây dựng 2. Nên ai không biết về nhà vui lòng tra Google xem lại cái môn xem lại cái cách sử dụng phần mềm Microsoft Project cái bản nâng cao một chút nhé. Sắp học tổ chức xây dựng 2 rồi. Môn đấy mà trượt là đồ án đấy. Không, không nợ chậm đoàn tốt nghiệp nhé. Mà trượt nhiều lắm. Một lớp phải trượt 40-50%. Trừ một số trường hợp đặc biệt nha, số trường hợp ngoại lệ, còn đa phần trượt rất nhiều. Thế đấy đường găng. Thì phương pháp crashing được hiểu là chúng ta thay đổi tiến độ, rút ngắn tiến độ của dự án bằng cách là chúng ta rút ngắn thời gian của một công việc nào đó nằm trên đường găng, thì ngay lập tức tiến độ cả dự án sẽ ngắn lại. Thế thì có những cách nào để chúng ta rút ngắn thời gian của một công việc trên đường găng? Thì chúng ta biết cái phương pháp tham số chúng ta đã trình bày với nhau ở ở cái phần trước. Thì sẽ có những tham số là khối lượng này, tham số là định mức này, đúng không ạ? Tham số là cách tổ chức. Đúng không ạ? Bao gồm số lượng công nhân, số lượng máy móc thiết bị và số tổ số ca làm việc trong một ngày. Ta biết thằng khối lượng này có thay đổi được không ạ? Nó chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi biện pháp thi công. Đưa ra thực hiện. Nó liên quan đến công nghệ xây dựng, công nghệ thi công. Thì làm sao mà thay đổi được? Một cái công nghệ đã được lựa chọn làm sao mà thay đổi được? Rất khó, nhưng thằng này hầu như trong mọi tình huống là không được sửa. Đấy. Đúng không ạ? Định mức. Định mức có sửa được không ạ? Định mức nó là con số của nhà thầu hoặc là của dự toán các bộ xây dựng quy định. Nó phụ thuộc vào năng lực của công nhân, năng lực quản lý của nhà thầu. Còn hai con số này gần như trong một tình huống nó không thay đổi được. Thế thì chúng ta chỉ có thể thay đổi cách tổ chức. Muốn đưa ngắn thời gian thấy rõ ràng rồi. Tăng số tổ đội lên, đang một tổ làm hai tổ. Đúng không ạ? Đấy. Mỗi tổ đang 5 công nhân, tăng lên 10 công nhân, có phải là thời gian ngắn đi không ạ? Đã làm 1 ca trên ngày, làm 2 ca, làm 2 ca đến 10 giờ đêm chưa đủ làm 3 ca. Các bạn thấy công trường xây dựng bây giờ đều làm 3 ca cả. Thế ca 1 làm từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều, ca 2 làm từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm, và ca 3 làm từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau, cứ đổi nhau như vậy 3 ca một ngày. Các thấy rõ là thời gian ngắn đi. Thì đây là những cái cách để chúng ta thúc đẩy tiến độ theo cái phương pháp đẩy sang phương pháp rút ngắn crashing. Tuy nhiên khi chúng ta áp dụng cách này thì nó cũng có nhiều rủi ro, đúng không ạ? Nguồn lực khi chúng ta đã lập tiến độ theo cái tiến độ gốc thì nguồn lực chúng ta đã xem xét đến cái khả năng cung cấp nguồn lực của doanh nghiệp rồi. Bây giờ huy động thêm nguồn lực thì hầu hết là sẽ phải đi tuyển dụng thêm hoặc đi thuê khoán bên ngoài hoặc đi mua sắm thêm,
không ạ? Thì nó phát sinh rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp các bạn nha, và một loạt các hệ lụy về sau, ví dụ như nhà ở các thứ, công nhân các thứ, giấy hiện trường, đo đếm công nhật, vân vân, rất nhiều cái hệ lụy đằng sau. Được chưa? Đấy. Nên khi áp dụng cái này, chúng ta sẽ phải xem xét cái bài toán là rút ngắn tiến độ như thế nào để chi phí tăng lên là ít nhất. Ta sẽ xét bài toán đó. Rút ngắn tiến độ tối đa là bao nhiêu để chi phí chúng ta tăng lên là ít nhất. Chúng ta phải xem xét bài toán đó với cái kỹ thuật này. Thuật số 2 là đẩy nhanh tiến độ, fast tracking. Chúng ta thấy rõ ràng việc rút ngắn tiến độ của dự án bằng cách là chúng ta sẽ thay đổi cái thời điểm bắt đầu cái công việc, của các công việc trên đường ngang, bằng cách mà chúng ta đẩy sớm cái công việc nó trên đường ngang lên. Đúng chưa ạ? Các bạn thấy công việc số 3 này, đang đẩy sớm lên. Thay vì làm nối tiếp, nó được làm song song cuối đầu rồi. Đúng chưa? Đấy. Thì cái công việc này nếu chúng ta làm được cách này, chúng ta thấy rõ ràng là nguồn lực không có thay đổi gì cả. Đúng không ạ? Chả phát sinh được cái gì cho dự án cả. Thế nên chúng ta lưu ý trong mọi tình huống khi điều chỉnh tiến độ, chúng ta đều ưu tiên sử dụng kỹ thuật này trước. Thằng này không làm được, chúng ta mới làm những thằng này. Đấy, thằng này luôn luôn là ưu tiên số 1 rồi đến thằng này. Tuy nhiên trên thực tế thì người ta lại khi mà rút ngắn tiến độ, người ta đều chăm chăm làm cách số 2. Lý do tại vì cách số 2 làm nó rất là dễ, gần bỏ tiền ra là xong, không cần suy nghĩ gì cả. Nhưng nếu làm được cái cách số 1 này, nó biết là dự án phải ngồi xem xét lại với nhau rằng những công việc nào chúng ta có thể làm song song cuối đầu được. Để song song cuối đầu trong bao nhiêu lâu? Đấy. Vậy không ạ? Nó liên quan đến cái việc mà chúng ta có những cái nhân sự có đủ kiến thức và kỹ năng hay không này, để phát hiện ra cái mối liên hệ những công việc như thế này. Đó. Nhưng trong mọi tình huống chúng ta phải ưu tiên cái sử dụng cái số 1 đến cái số 2. Tất nhiên cách này sẽ khó hơn và tốn chất xám hơn. Tất nhiên rồi, bỏ chất xám ra thì chi phí phải ít hơn chứ, đúng không ạ? Các bạn nhé. Được chưa? Tuy nhiên cách này nó cũng có rủi ro. Rủi ro là gì? Với cách trên chúng ta thấy là công việc này kết thúc, công việc sau chúng ta mới bắt đầu, chúng ta thu được sản phẩm công việc trước rồi. Tuy nhiên với cách này chúng ta thấy là rõ ràng công việc này chúng ta chưa thu được kết quả, chúng ta đã bắt đầu công việc kia rồi. Nên khi công việc này mà có vấn đề thì kéo theo công việc này sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Đó nha. Mỗi cái nó đều có ưu nhược điểm như vậy, chúng ta cần phải cân nhắc và lựa chọn trên thực tế. Được chưa? Thì với cái phương pháp số 2 này có những cách nào? Đấy. Kỹ thuật này nó biểu hiện thành những cách như thế nào? Thứ nhất, chia phân đoạn thi công, phương pháp thi công dây chuyền chính là cách này. Việc chúng ta chia dự án thành các phân đoạn, chia mặt bằng các phân đoạn khác nhau. Đấy. Để thực hiện thi công dây chuyền. Làm chia dự án thành các phân đoạn và bố trí nhiều tổ đội. Ví dụ phân đoạn 1 là do một tổ, phân đoạn 2 do một tổ, đấy, phân đoạn 3 do một tổ, phân đoạn 4 do một tổ. Đấy. Thì tổ 1 cứ làm phân đoạn 1 xong nó nhảy sang phân đoạn 3. Đấy, tổ số 2 làm phân đoạn 2 nó nhảy sang phân đoạn 4. Chúng ta thấy rõ ràng chỉ cần một nửa thời gian làm xong rồi. Làm trước thì rất nhiều rồi. Thì đấy là cái biến thể, đấy là cái hình thức thể hiện của kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ. Chia thành nhiều tổ đội thi công. Đây là một tổ chia thành nhiều tổ, kết hợp với việc chia mặt bằng nhiều phân đoạn để cho nhiều tổ vào mặt bằng cùng một lúc. Và thi công di chuyển. Được chưa? Nha. Thì đây là hai cái kỹ thuật điều chỉnh tiến độ. Chưa? Chúng ta có một cái bài tập này nữa, cũng quá giờ rồi. Về nhà vui lòng làm nốt bài tập này. Nha. Hôm sau sẽ yêu cầu các bạn trả lời tổng thời gian là bao nhiêu.
chụp ảnh lên màn hình chưa? Rồi ạ. Rồi, ok. Thế buổi hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi ạ. Nha. Đấy, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai nhỉ. Đúng không? Vâng ạ. Đấy, về nhà làm nhá, còn chiều nay mới tối nay làm đi. Bài này ngắn lắm các bạn. Hai cái bài tập này, vừa là bài tập vừa nãy bài tập này làm chỉ trong 10 phút là xong rồi, 10 15 phút là xong rồi. Ờ, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai. Chiều tối nhớ lên CMS check nhá. CMS check bài tập lớn. Sáng Dạ mai đầu giờ vâng. sáng mai sẽ Vâng. ra bài tập. Được chưa? Đấy, xin chào các bạn.